trắng đêm trong đèn tôi viết những chuyện xưa bọn mình. Ngày anh với tôi như hình với bóng kết thân đôi đầu xanh. Nhớ nhau khi bình minh với tay nhau tàn cành, nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh. Vào đời bằng tiếng hát trung thành nhớ không anh, nghĩ gì là xa cách. Thời gian thấm thoát thôi đưa tuổi thơ âu còn đâu nữa. Mỗi người một phương xa xôi càng thêm nhớ thương, thương nhớ khôn lường. Giờ còn một bóng với trọn niềm ước mong, biên biệt một bóng đếm từng cơn gió đông. Anh nhớ tôi mong khi lá thu vàng bao lần rơi ai biết không. Tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời. Đường ai nấy đi hai người hai lối, biết thương nhau mà thôi. Dậy lên, dậy lên, dậy lên. Âu thơ đi về đâu để mưa răng mùa ngầu. Lòng mình thì muốn yêu ăn tình mãi anh ơi. Mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, biết gì cũng xa rồi. Thuở ấy chúng ta chung một mái trường, xa xôi kỷ niệm áo trắng thời học sinh. Bôn ba tứ xứ người muôn nẻo, đường đời gặp lại nhiều buồn vui. Thời gian thấm thoát thôi đưa tuổi thơ âu còn đâu nữa. Mỗi người một phương xa xôi càng thêm nhớ thương, thương nhớ khôn lường. Giờ còn một bóng với trọn niềm ước mong, biên biệt một bóng đếm từng cơn gió đau. Anh nhớ tôi mong răng mùa ngầu. Lòng mình thì muốn yêu ân tình mãi anh ơi. Mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng xa rồi. Mà đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng xa. Xin cảm ơn phần mở màn của bốn thí sinh. Không biết là giám khảo có nghe ra được các thí sinh của chúng ta đang thể hiện giọng hát của thần tượng nào anh, hay không? Em ngồi dưới em thấy anh Trấn Thành, em hay để ý anh Thành lắm. Anh Thành mà mỗi lần mà ai mà hát mà vừa bụng mạnh.
Tại sao giống như anh dạy người ta hát gì đó. Tại sao đây bốn người em không để ý ai hết mà em để ý Thành? Không phải, tại vì anh Thành luôn luôn có một cái điểm nhấn lọt ra ngoài ban giám khảo. Ủa em nói cái gì? Em mới nói gì hả anh Thành? Lọt em nói gì sai sai? Ý em nói là giám khảo mình lố đó phải không? Không, cái đó là anh nói chứ không phải em nói. Anh dịch lại lời của em thôi đó. Khả Như nó nói rất bình thường, nhờ anh dịch nó mới lố đó anh Nghĩa. Trời ơi trời, mà sao mà tự nhiên dùng một cái từ mà điểm nhấn lọt ra ngoài? Thiệt, nhìn anh nhấn cái gì mà lọt giám ra ngoài? Giám khảo người ta ngồi điềm tĩnh nè, chị Ly ngồi là anh Hoàng Nhật Nam ngồi. Em tưởng Minh Tuyết chắc khép nết lại lắm à. Trời, chị Minh Tuyết thì tạm thời em chưa thấy là chị bỏ qua cái điểm nhấn của nhan sắc. Anh nói của em chị. Nghe, Minh Tuyết là bữa nay bận một cái váy tè nên Minh Tuyết không tiện bung thôi. Dạ. Chứ Minh Tuyết từ nãy giờ là xém phóng lên trên kia đèn, chả áo bông hung rồi đó. Dạ. À, tại sao ạ? À? Tại sao giám khảo lại hào hứng với phần thể hiện vừa rồi? Giám khảo đã nhận ra giọng hát của ca sĩ thần tượng nào? Hãy hỏi Tuyết. Hãy hỏi Tuyết. Tuyết ơi, Tuyết rơi đi Tuyết. Tuyết đã nhận ra cái người đầu tiên bận áo bông ấy là anh Ngọc Sơn. Cái người thứ hai cũng là anh Ba Ngọc Sơn. Nhưng mà còn hai người này đó thì rất là phân vân, có chút chút. Trấn Thành thì cảm nhận là chú Chế Linh đúng không? Chế Linh chút chút giống Trường Vũ. Không. Tại vì thế này nè, anh Trường Vũ cũng là đệ tử của chú Chế Linh. Đúng rồi. Dạ. Thì từ chú Chế Linh mà ra hết. Dạ. Nhưng mà với cái âm sắc của hai cái người này từ nãy giờ đó thì thật sự thì Thành thấy giống chú Chế Linh nhiều hơn. Ly thì lấy Trường Vũ đấy. Như vậy là bây giờ Trấn Thành cho rằng là chú Chế Linh. Linh. Chị Ly cho là Trường Vũ, Trường chị Tuyết là Lưng Lửng, Linh Vũ. Đã. Anh Hoàng Nhật Nam, nghĩ mình phá băng đi nè. Hai bạn kia là giống anh Ngọc Sơn là rõ ràng rồi ha. Dạ. Trong hai người còn lại thì thí sinh này á, là giống ca sĩ Trường Vũ hơn. Số 3 hay số 4? Số 4. Số 4. Số 4. À, giọng nghe nức nở mấy cái đoạn đó nó ướt ướt trong cổ thì rất là giống với anh Trường Vũ. Có thể bạn kia là Chế Linh. À, như vậy là đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho rằng bạn số 3 là Chế Linh, số 4 là Trường Vũ. À, tức là cũng đi nước đôi giống như Minh Tuyết vậy đó. Dạ dạ. Vậy thì bây giờ Đại Nghĩa sẽ mời hai bạn ấy nói về cái nhân vật thần tượng mà các bạn đang hóa thân để chúng ta biết chính xác là ai nha. Bạn số 3, bạn đang hóa thân thành nhân vật ca sĩ thần tượng nào? Em thì thần tượng cả danh ca Chế Linh và danh ca Trường Vũ. Chính vì vậy mà cái cách hát của em thì nó mang cả hai cái màu sắc của cả chú Chế Linh và của cả danh ca Trường Vũ nữa. Một câu trả lời nó cũng bùng binh không kém. Thôi đủ rồi. Dạ, và dạ, cuối cùng là mình quẹo vô đường mình chính. Mình quẹo vô đi nè. Mình quẹo vô đại lộ nè. Với ca khúc này thì cả em và cả Võ Duy đều thể hiện với cái âm sắc giống như là ca sĩ Trường Vũ. Chị Tư dạ. Chính xác. Vậy mà mình cũng phải hỏi cái bạn số 4 một chút. Đúng rồi, đúng à. Rồi. Còn nhiều khi bạn số 3 nói giùm nhưng mà nói nó tôi quá bù rồi đúng không? Rồi bạn số 4, mời bạn ạ. Em thì hóa thân vào Trường Vũ. Thì hai anh em đã tập duyệt với nhau và hôm nay ra đây để biểu diễn, để thi. À, cảm ơn em. Đó chính là danh ca Trường Vũ. Bây giờ thì mời các vị giám khảo nhận xét về phần trình diễn của các thí sinh chúng tôi vừa rồi. Mời chị Minh Tuyết. Để mình nói về hai bạn số 3 và số 4 ha. Thực sự đối với Tuyết thì Tuyết thấy hai bạn hát không giống anh Vũ. Tại vì anh Vũ ảnh không có miết chữ nhiều như hai bạn miết. Và cái giọng anh Trường Vũ nó có cái chất nhựa nhựa, nó rõ ràng từng chữ. Còn chú thì nó lại tự sự từng chữ. Hai người khác nhau ở chỗ đó. Thì Tuyết lại không thấy các bạn có được cái điều đó. Và các bạn có vẻ là bẻ chữ nhiều hơn là anh Trường Vũ. Cho nên đối với Tuyết, Tuyết nghĩ rằng là hai bạn hát không giống anh Trường Vũ. Còn về hai bạn số 1 và số 2 thì bạn số 2 Tuyết nghe ra đôi lúc bạn có những câu hát nghe ra được là giống của anh Ba Ngọc Sơn. Nhưng mà để mà nói là giống gần như là 99% thì Tuyết chọn bạn số 1. Bởi vì bạn số 1 có những cái âm phát ra và những cái câu ngưng cuối đuôi rất giống anh Ba Ngọc Sơn. Cảm ơn chị Minh Tuyết. Vậy thì bây giờ mời bạn số 1 giới thiệu một chút về mình cho mọi người biết nha. Dạ em là Ngọc Khang. Hiện tại em cũng là đệ tử học trò của thầy Ngọc Sơn. Cũng tham gia chương trình ngày hôm nay. À, còn bạn số 2, mời em giới thiệu về mình. Em tên là Trùng Vương và em cũng là học trò của thầy Ngọc Sơn. Một lò đi lò thi ra, một lò đi ra. Anh Ba Hiển Linh. Mời giám khảo Cẩm Ly. Mình cũng đang muốn nói với bạn số 3 và số 4. Có nghĩa là mình chưa có giống lắm. Tức là mình phải nghiên cứu kỹ lại nếu mình được vào vòng trong. Ở anh số 4 thì mình hạn chế tí xíu là tại vì mình bị luyến lấy nó nặng nhiều quá. Tôi dùng từ là mình trao chuốt nhiều quá. Từng chữ thì nó lại không ra. Còn ở anh số 3
cái chất giọng của anh rất là hay, rất là dày, rất là trầm, nhưng mà nó chưa ra những cái nét đặc trưng của cái người thần tượng của mình. Tại vì thường thường nghe một giọng người mình thấy giống hay không á, mình dựa vào những cái đặc trưng của giọng hát để mà nhận định. Nhưng mà đôi khi cái giọng nó không giống lắm, nhưng có những cái nét đặc trưng mình sẽ nghe ra người đó là ai. Rồi thì mình đi vào hai bạn là phiên bản của ca sĩ Ngọc Sơn trước đi ha. Thì trong hai bạn về phần giọng hát thì các nữ giám khảo đã nhận xét rồi, thì ai cũng có ấn tượng về bạn số 1 đúng không? Ngoài ra bên cạnh giọng hát thì bạn còn thu hút bởi cái phong cách biểu diễn rất là giống thần tượng của mình nữa. Tức là anh Ba Ngọc Sơn dù hát những bài buồn hay là những bài tình cảm chậm thì anh Ba vẫn giống như người bên trong của anh vẫn rất là nhiều năng lượng. Cho nên ảnh vẫn không thể nào anh đứng im một chỗ, ảnh sẽ nhúc nhích và di chuyển nhẹ, rồi tay của ảnh, đặc biệt là cái tay không thôi thể hiện những cái động tác, cứ đưa lên đưa xuống thôi. Nhưng mà cái động tác của ảnh đưa rất khác những ca sĩ khác nha, đưa rất là có vẻ ngây ngô, hồn nhiên và đúng phong cách của ảnh. Nó không phải là đưa điệu như này như kia, và nó thể hiện ảnh nghĩ gì thì ảnh sẽ thể hiện vậy, anh không quan tâm cái phong cách của ai khác cả. Và bạn thứ nhất là vậy. Còn bạn số 2 thì anh thấy em còn hơi đứng đắn và đỉnh đạt quá. Anh nghĩ phong cách của em nó sẽ hơi sang trọng theo kiểu quý ông á. Còn hai bạn bên này thì anh ấn tượng với bạn số 4 hơn. Cái phong cách của em có tình cảm trong cái độ biểu diễn, mặc dù là chỉ đứng một chỗ thôi. Và theo như bạn số 3 đang nói đó, tức là em đang hát theo cái cảm thụ của em. Nhưng mà cái đề bài của chúng ta trong cái những vòng đầu này, chúng ta phải hát giống thần tượng trước đã. Thì anh rất mong muốn là những tiết mục sau mình sẽ giống hơn nữa. Cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Mặc dù ba vị giám khảo vừa rồi đã nói rất nhiều, nhưng tôi tin chắc rằng Trấn Thành vẫn còn rất nhiều điều để nói. Em nghĩ rằng anh Trấn Thành đó, khi mà đến với anh Trấn Thành thì thí sinh sẽ được nhiều chiêu. Em tự phong cho anh là thánh chiêu. Và ngay bây giờ mời anh chia sẻ. Mời thánh chiêu chiếu các em đi. Và đây, hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Các bạn thân mến, đến với một cuộc thi như thế này, chúng ta một là phải phô diễn giọng hát hay, giống với thần tượng của mình. Hai là nếu như trời sinh ra cái giọng mình không giống với thần tượng, thì ít ra như chị Ly nói là các bạn phải tìm được cái đặc điểm thú vị, đặc trưng của giọng hát đó để gây cười. Cái đó tôi nói nghiêm túc. Đến với một cuộc thi như thế này, các bạn phải làm sao cho người ta bật cười vì trời ơi, giống quá, thể hiện cái điều này thú vị quá. Thì anh Ngọc Sơn với lại anh Trường Vũ có những đặc điểm gì? Tôi nói ví dụ, đầu tiên nói về anh Ngọc Sơn. Anh Ba Ngọc Sơn thì bạn làm hầu như là hoàn hảo từ động tác tới những cái ngân. Đặc điểm của giọng hát Ngọc Sơn là vang. Nếu các bạn hát không có khoảng vang thì không phải là Ngọc Sơn. Và hát phải ngắt chữ ra. Này con yêu ơi, con hay nhớ. Rung 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 nhiều lên, vang nhiều lên và ngắt chữ nhiều ra thì đó mới là Ngọc Sơn. Và tay chân đúng như Nam nó luôn, rất hồn nhiên, đưa ra chúm lợi thục thò. Thí dụ em đang hát xuống, hít đất càng tốt. Đó là Ngọc Sơn, ok? Lâu lâu hát xong gồng khoe chuột nữa. Đố em câu cửa miệng của anh Ba là câu gì? Tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Đó, ok. Nói cái chữ bé. Nói y chang vẫn luôn. Giọng rất giống. Nói y chang cái xương luôn. Đó các bạn thấy không? Để ý thần tượng là phải như vậy, làm khán giả phân vân. Thì dĩ nhiên hai anh số 3, số 4 thấy là mình đã hơi có vấn đề. Thật ra chú Chí Linh với anh Trường Vũ mặc dù cùng một phong cách, nhưng hai trường phái đã khác nhau. Ví dụ chú Chí Linh là giọng nhựa đại chữ mà hát. Ví dụ như là này là áo len, bao nhiêu đêm qua anh ngồi anh đen. Cái giọng hát của chú giống như là caramel mà mình đốt nóng chảy ra vậy đó. Nhưng anh Trường Vũ, thí dụ như ăn caramel xong anh Trường Vũ lại là cái đời sau thì anh hay ở. Cái gì anh? Ở em, đặc điểm của Trường Vũ là ở. Mà ra là Trường Vũ nè, đầu tiên nè, mặt nè phải vậy nè. Không giống như buồn ngủ. Ngơ ngác giữa trời mặt đời. Mặt như mới bị ai bỏ vậy đó. Mặt cúi xuống, xuống. Trường Vũ là cúi xuống, ngước lên, mặt như mất số gạo. Kiếp nghèo mà, kiếp nghèo mà. Đó, Trường Vũ là con đường xưa em đi, vàng lên mái tóc thể ngõ hồn sừng tai. Không phải có cái ở đâu đó, dứt khoát phải ngắt chữ ra thì mới là Trường Vũ. Những cái đặc điểm đó là chiêu,
Các bạn phải để ý. Cảm ơn tất cả ý kiến từ các vị giám khảo và mong rằng các bạn thí sinh sẽ ghi nhớ những điều mà giám khảo vừa mới chia sẻ cho chúng ta. Riêng bạn số 3 là có ghi nhớ lời giám khảo Trấn Thành nhưng mà giảm bớt khoảng 50% cái đoạn ở nha. Đúng rồi, anh Trấn Thành anh giới thiệu anh với ví dụ như vậy nhưng mà qua cái sự mà nó hơi ấn tượng hơn tí xíu để mà có thể là các bạn có thể nhớ được và ghi nhận nó rõ hơn thôi. Nhưng mà thật sự thì khi anh Trấn Thành chia sẻ thì bớt lại 50%, đó là ý kiến của anh Hoàng Nhật Nam chính xác ạ. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn các vị giám khảo một lần nữa. Và vòng thi thứ hai của chúng ta có tên là Biến hóa. Mình xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Trùng Vương, đến từ Đồng Tháp. Công việc hiện tại của mình là ca sĩ tự do. Và trong gia đình của mình thì không có ai là làm nghệ thuật hết, chỉ có mình thôi. Tại vì mình có đam mê ca hát từ nhỏ. Và đặc biệt là mình đam mê thần tượng của mình, đó là danh ca, ca sĩ Ngọc Sơn. Mình đã thần tượng ca sĩ Ngọc Sơn từ lúc bé. Năm đó thì mình còn nhớ là Ngọc Sơn có về quê mình hát. Mình có xin ba mẹ đi xem nhưng mà ba mẹ không cho. Thì mình cũng rưng nước mắt, cũng nằm ở nhà buồn khóc mà không biết làm gì. Nhưng mà vô tình tổ nghiệp gieo duyên sao mà vô tình sau này mình đã là học trò của thầy danh ca Ngọc Sơn. Một cái điều đó rất là không biết nói sao. Tức là mừng vô kể luôn. Thầy là động lực cho mình để mà tiến tới những cái sự nghiệp ca hát sau này của mình. Và trong tập này của ca sĩ thần tượng mùa thứ nhất, Trùng Vương xin gửi đến quý vị một sáng tác của thầy danh ca Ngọc Sơn. Và bài hát này mình sẽ dành tặng cho người vợ của mình. Bài hát tựa đề Biết nói gì đây. Vợ ơi, anh thương vợ nhiều lắm. Vợ hãy nghe bài hát anh hát và vợ hãy cảm nhận trong lời bài hát đó những lời anh muốn nói với vợ. Chừng nào trái đất ngừng quay, lòng anh mới hết đắm say yêu nàng. Mong rằng vợ xem và vợ hãy hiểu. Anh sẽ hát dành cho em. Mong quý vị đón xem và ủng hộ. Chào cái phong cách Ngọc Sơn đó. Còn tiếng tha thiết chân thành muốn nói với em nhiều lắm nhưng rồi anh lại lặng câm. Đêm ngày thương nhớ âm thầm, biết nói cùng ai tâm sự đầy vơi. Người tôi yêu thương nhận trên đời, người yêu của tôi thật thà, không mơ cao sang lụa là, không mang phú thì đèn hoa. Đổ ai quế sạch lá rừng, để ta khuyên gió, gió đừng rung cây. Chừng nào trái đất ngừng quay, lòng tôi mới hết đắm say yêu nàng. Biết nói gì đây hỡi người yêu ơi, nhìn trăng khuya xa khuất trăng trời. Đêm nay trăng đêm một mình viết lên câu ca trữ tình chân thành anh gửi về em. Gió, gió đường rung cây. Chừng nào trái đất ngừng quay,
khuya xa khuất trăng trời. Đêm nay trăng đêm một mình viết lên câu ca trữ tình chân thành. Anh gửi về em. Trung Vương vừa mới thể hiện một sáng tác của chính danh ca Ngọc Sơn, Biết Nói Gì Đây. Em ơi, thấy hát cái bài này say đắm quá, truyền cảm quá, dạt dào cảm xúc quá. Thật sự là em theo cái nghề này là vợ em không có ủng hộ cho mấy. Tại vì bản thân mình không có điều kiện này nọ. Hiện tại bây giờ mình có là ca sĩ tự do nhưng mà vừa làm vừa đi hát. Cũng hai vợ chồng cũng đang đi làm hàng ngày để mà kiếm sống qua ngày. Còn riêng em là đi làm để mà nuôi cái nghề hát, nuôi cái nghề em đã chọn. Chứ rằng rất là khó khăn, cực kỳ khó khăn, nhưng em vẫn chọn. Biết nói gì đây với bà xã? Bây giờ chỉ cần nghe anh hát thôi thì em hiểu được cái niềm đam mê đó của anh nó như thế nào. Thông cảm cho anh, hiểu cho công việc của anh. Có phải ý em là vậy không? Dạ đúng ạ. Rồi nhắn nhủ với bà xã Trùng Vương luôn nghe. Hát hay quá, để cho chồng đi hát, đừng có ngăn cản gì hết trơn, trời em nghe. Rồi bây giờ chúng ta thêm một cái lời động viên từ ban giám khảo đi, anh Trấn Thành. Thật sự là thế này nè bạn à, lại kể một cái câu chuyện rất là cũ ha. Tôi hỏi một cái cô phụ công, cô lọt vào top 4 của một cuộc thi rất lớn về nhảy múa. Tôi nói là bạn ơi, sao bạn không đi vô mấy vũ đoàn bạn nhảy á, để bạn kiếm thêm thu nhập. Bạn trả lời tôi một câu như thế này: dạ thưa anh Thành, thật sự ra với em, biết đủ thì nó sẽ là đủ. Tại vì không bao nhiêu là đủ hết, chỉ cần mình biết đủ thì nó là đủ. Thì cũng như câu chuyện của bạn, có thể là cái công việc này đối với bạn nó cực kỳ khó khăn, nó cực kỳ gian truân, nó làm cho mình đôi khi mình cảm thấy không công bằng. Tại sao mình cố gắng hết sức rồi mình cũng như người ta mà mình không được ghi nhận? Tôi nghĩ là đó là lý do mà có rất nhiều người phụ huynh hay ngăn cản con mình theo con đường nghệ thuật. Nhưng thực sự ra những người đi vào nghệ thuật á mà người ta không có được thành danh, nó có vài trường hợp sau đây. Một là do may mắn không có đến với người ta. Hai là do quá trình người ta làm việc và cống hiến cho khán giả có một cái điều gì đó người ta chưa nắm được cái bí quyết để lấy được trái tim của khán giả. Nhưng mà tôi tin chắc rằng là tất cả những người đó họ đều có chung một cái điều, đó là họ say mê với công việc họ làm và họ cảm thấy là cuộc sống họ có ý nghĩa khi họ làm cái việc đó. Tôi nghĩ là cuộc sống của bạn á, cái cuộc đời này mình sống không có bị lãng phí, đúng không? Nó có ý nghĩa mà. Đó là một số điều chia sẻ từ giám khảo Trấn Thành liên quan đến câu chuyện của Trùng Vương. Thế còn về tiết mục này thì Trấn Thành nghĩ sao? Lần này bạn xuất sắc hơn Thành nghĩ nhiều, tốt hơn cái bài mà hát tứ ca rất nhiều luôn. Lần này là bạn hát từ những câu đầu thôi là khán giả, thậm chí giám khảo quay qua trầm trồ với nhau, rồi giống rồi, giống rồi, mà giống lắm luôn chứ không phải giống bình thường. Thành chỉ nhắc bạn về độ tập trung thôi. Bạn cực kỳ tốt với những đoạn đầu, cái càng ngày càng sau bạn thả lỏng ra, cái bạn quay về bản thân của mình, bạn hiểu không? Tập trung cho đến phút cuối cùng, cái câu cuối cùng là cái câu mà dứt nọc để khán giả vỗ tay, thì làm sao cho cái câu cuối cùng nó phải đậm đà. Đó là một trong những cái cách mà tôi nói bạn là phải đắc nhân tâm, phải làm sao có chìa khóa cho bản thân của mình bạn nhé. Hồi nãy cái đầu tiên mà bạn bước ra đó là Tuyết cười liền, Tuyết nhìn anh Nam, Tuyết cười liền là cái sự vẫy tay của đặc trưng của anh Ngọc Sơn. Phải không? Quá hậu thân thiện. Quá hậu thân thiện. Nhưng mà bạn thiếu một chút xíu này nè, nếu mà bạn lọt vào vòng trong bạn phải để ý cái mặt anh Sơn á, nó nhìn nè. Cái mặt anh vậy đó, đã vào vai nhân vật rồi thì phải vào cho tới cùng. Cái điều đó là cái điều đầu tiên. Còn về đối với lại cái phần thi vừa rồi của bạn đó thì bạn hát tốt hơn cái vòng đầu rất nhiều. Cái vòng đầu chị Cẩm Ly nói rằng bạn phải hát được những cái đặc trưng, cái cách phát âm, cái cách nhả chữ, cái cách ngân của cái người thần tượng của mình. Thì vòng này bạn đã làm được điều đó. Nhưng có một điều là bạn phải giữ cái cột hơi của mình cho chắc. Bởi vì muốn hát giống anh Ngọc Sơn á, vừa ngọt, vừa vang mà không bị hụt hơi không phải là một điều dễ dàng. Bởi vậy mới chỉ có một Ngọc Sơn mà thôi. Cho nên bạn muốn làm được điều đó thì bạn phải tập cái cột hơi của bạn thật là chắc và khỏe, để những cái nốt thấp lẫn những cái nốt cao và những cái nốt bỏ nhỏ bạn phải hát để người ta nghe được, thì nó mới đủ tiêu chuẩn giống thần tượng Ngọc Sơn của mình. Chúc mừng bạn. Dạ, xin cảm ơn. Cảm ơn phần nhận xét của ban giám khảo. Cảm ơn thí sinh Trùng Vương và hy vọng là vòng sau mình chinh phục được ban giám khảo nha. Chúc mừng bạn, cố lên nha. Dạ.
Xin chào các bạn, mình tên là Vũ Thanh Duy, nghệ danh của mình là Võ Duy. Mình đến từ Hà Nội. Công việc chính của mình hiện tại mình là dược sĩ. Mình hiện tại đang làm chủ một doanh nghiệp nhỏ kinh doanh về dược phẩm. Mình đến với cuộc thi này, mình mong muốn của mình là được giao lưu với các bạn thí sinh trên toàn quốc có cùng đam mê, cùng sở thích với mình về anh Trường Vũ. Mình thì thần tượng anh Trường Vũ từ hồi còn bé. Những ca khúc của anh Trường Vũ làm cho mình cảm thấy mình được thư thái trong những cái thời gian mình nghỉ ngơi, và mình rất hay nghe anh Trường Vũ. Trong tập này mình sẽ hát 3 bài, trong đó có một bài mình hát đơn ca là bài Đoạn Thái Bút. Bài này của anh Trường Vũ thể hiện rất thành công, cho nên là mình cũng rất thích bài này và rất đúng với tâm trạng của mình mỗi lần mình hát, cho nên là mình cảm thấy mình hát bài này rất là giống anh Trường Vũ, cho nên mình chọn bài này. Cái cảm giác mà chuẩn bị mà được bước lên một cái sân khấu lớn như chương trình này, Duy rất là hồi hộp, nhưng mà Duy đang sẵn sàng để bước lên sân khấu để gửi tặng những ca khúc Duy thích về anh Trường Vũ tới các bạn. Mong các bạn ủng hộ cho Duy. Rồi em nhé, đường em tu tu, đừng về quên gác tròn để mặc tôi vơi đòi. Em đi thật xa để quên chuyện ngày qua, ở đây dù mưa gió một mình tôi sẽ đi qua. Tôi đi tìm bôi xóa hình em trong mắt tôi, lời nào hai đứa nguyện và tìm quên kỷ niệm. Men cay từng đêm cũng chỉ đầy đọa thêm tình nhân ơi, chờ xin giá nhân tình. Tôi ngỡ em còn thơ nên lòng tôi ước mơ, nên thầm yêu tha thiết và nguyện sẽ con thờ. Đâu ngờ nhọc nhằn trong tình yêu giờ đây xót xa nhiều. Cơn mưa nào không dứt buồn riêng ai chẳng phai, lời nào không chốt trai, tình nào luôn thắm hoài. Tôi không giận em nhưng tiếc buồn tơ duyên, tâm tay nào tôi với tình ta cách xa rồi. Tôi không giận em nhưng tiếc buồn tơ duyên, tâm tay nào tôi với tình ta cách xa rồi. Thưa các bạn, đó là Đoạn Thái Bút với tiếng hát của Võ Duy. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Chắc là nhận xét về phần giọng hát thì sẽ để cho các ban giám khảo còn lại nhận xét ha. Còn anh chỉ nhận xét về cái phong thái của em ha, cái cách trình diễn. Em thì anh nghĩ chắc là em sẽ đẹp trai hơn anh Trường Vũ. Theo cảm quan của anh, phong độ hơn, rồi có da có thịt hơn anh Trường Vũ. Mặt cũng rất là... Alo anh Vũ hả? Alo, dạ anh Vũ hả? Ừ, có người nói xấu không? Thành ơi, cho anh nói hết đi chứ. Dạ. Em gọi vậy rồi, lát nữa anh alo anh sao? Anh Vũ điện lợi nè, hát cái gì anh? Dạ, nãy em lộn máy nha anh. Dạ. Trời, em không ngờ luôn á anh Thành ơi. Anh Nam mình tiếp tục đi anh. Rồi anh sẽ tiếp tục, Thành đừng gọi nữa nha. Cắt điện thoại okay. Đi nha anh. Bây giờ anh chỉ có khen thôi. Anh rất là thích những cái đầu tiên á, là em, cái động tác tay của em rất là hiệu quả. Em ôm bụng, có một cái đoạn ôm bụng và nhắm mắt, nghiền mắt để mà bắt đầu thả những cái câu hát của mình á.
thì anh thấy là bắt đầu gần giống rồi. Đói bụng á, cái đoạn đói bụng á. Cái đó đặc trưng anh Vũ có, cái đó đặc trưng anh Vũ có. Rồi lúc mà hát á là có mấy cái đoạn mà nghiến cái câu cái sau đó là có lắc đầu qua rồi nghiêng hẳn sang một bên đó. Và cái đoạn đó em cũng là dùng cho cái đoạn kết. Anh thấy là cũng khá là hiệu quả khi mà hóa thân thành cái nhân vật, nó có một số cái động tác khá là giống với thần tượng của mình. Còn một điểm nữa, giá như là em tiếp thu lời của anh Trấn Thành từ đầu á, em đừng có đứng standby ngay từ đầu, mà em vẫn bước ra từ phía bên cánh gà đó, bước ra và với cái thần thái là nhìn trời nhìn đất rồi ngơ ngác á, như mất sổ gạo như anh Thành, thì anh nghĩ là cái phần trình diễn của em vừa rồi nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Duy hát có những cái giống như Ly nói, những cái đặc trưng á, anh Nam dùng từ là nghiến, còn cái này kêu là ở đây mình kêu là nghẹn đi ha, có nghĩa là mình bị hơi trào ngược dạ dày hơi bị nhiều. Trời ơi, phải lên tới trào ngược dạ dày luôn. À, nói cho vui như thế, tức là nói Duy để Duy rút kinh nghiệm. Có nghĩa là những cái đó là những cái đặc trưng, nhưng mà chú ý không quá lạm dụng. Tức là anh Vũ anh hát nhưng mà nó cho một câu, nhiều khi nó có một hai từ thôi, chứ không phải là mình sử dụng hết cả nguyên các từ trong một câu của mình luôn, thì thành ra nó sẽ vỡ cái bài mình ra. Tức là chỗ nào mình cũng nghẹn hết. Và có lẽ như là cái âm thì vẫn nghe ra Trường Vũ, nhưng mình hát cái cách nhả chữ ô quá, nó vòm quá, khẩu hình vòm quá, tức là có vẻ như là Duy cố gắng để mà làm, cho nên nó cảm thấy nó hơi bị quá một xíu. Mình tiết chế lại tí xíu là nó sẽ đỡ hơn. Chúc mừng Duy. Cảm ơn chị Cẩm Ly. Bạn hát thẳng hơn một tí, hát cái chữ nó thẳng hơn một tí là ra. Hát thẳng làm sao? Trấn Thành thì Phạm như nhắc rồi, Trấn Thành 50 thôi, nghe thôi. Để 50 ông thôi, ông này ông đẩy lên tới 150. Cháu bạn hát lại một câu thử đi, bạn hát lại một câu đi, tôi chỉnh bạn liền, bà sẽ thấy nó khác biệt liền nè. Bạn hát bất cứ câu là tôi không giận em nhưng tiếc buồn tớ riêng. Nè, cái chữ buồn là âm vòm, nhưng tiếc buồn tớ duyên. Buồn bình thường, chữ buồn bình thường đừng có buồn là của Chu Chí Linh. À, có những cái nó khác biệt nhỏ nhỏ gì thôi đó. Cảm ơn Trấn Thành và chúc mừng Võ Duy đã hoàn thành phần thi của mình nha. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ lại đến với hình ảnh của ca sĩ Trường Vũ qua phần thể hiện của bạn Việt Quân, một sáng tác của Thái Hoàng, Xua Đi Huyền Thoại. Mời quý vị cùng thưởng thức. Xin chào tất cả các bạn, mình là Ngô Văn Quân. Nghệ danh đi hát của mình là Việt Quân. Mình đến từ một tỉnh rất là xa thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là tỉnh Cao Bằng. Hiện nay thì mình đã có vợ. Bà xã mình thì là biên đạo múa tại đoàn nghệ thuật của tỉnh Cao Bằng. Bản thân mình thì hiện nay đang là giám đốc kinh doanh trong một công ty chuyên về âm thanh ánh sáng tại Hà Nội. Những lúc rảnh rỗi thì mình vẫn thường đi hát, đi MC. Trước đây thì mình có học thanh nhạc tại trường nghệ thuật quân đội. Dòng nhạc mà mình được học tại trường là dòng nhạc thính phòng. Mình cũng đã có những thời gian công tác tại một đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp. Tuy nhiên là đến năm 2013 thì gia đình nhà mình có gặp một biến cố về vấn đề tài chính. Chính vì vậy mà tất cả thời gian mình phải dành cho công việc kinh doanh để củng cố lại vấn đề kinh tế của gia đình. Và cũng chính từ đó thì anh lên sân khấu đã phải rời xa mình. Đến bây giờ thì mọi thứ trở nên ổn hơn và mình đã quyết định trở lại. Và lần trở lại này có một điều rất là thú vị và đặc biệt, mình sẽ hát dòng nhạc mà tất cả những người thân, những người bạn bè của mình dường như chưa bao giờ nghe mình hát. Đó chính là những ca khúc rất là da diết của danh ca Trường Vũ. Nhưng rất ít ai biết được, chính những ca khúc này, chính cái dòng nhạc này đã cho mình cảm nhận về âm nhạc, đã cho mình có niềm đam mê từ khi mình còn rất nhỏ. Chỉ có điều là chưa có điều kiện để thể hiện những ca khúc này thôi. Và có một điều mong muốn rằng đây cũng chính là cuộc thi để mình có được cơ hội khám phá chính bản thân mình, có cơ hội được giao lưu gặp gỡ rất nhiều các bạn thí sinh đến từ mọi miền của Tổ quốc, và cũng là cơ hội để một lần nữa mình có thể bước lên những sân khấu lớn hơn. Rất là mong quý vị khán giả sẽ ủng hộ cho Việt Quân cũng như tất cả các thí sinh tham gia chương trình này. Thôi em hãy về đi Chúa.
chuyện tình đôi ta xin đưa vào huyền thoại lời hứa năm xưa tôi ấp ủ trong lòng. Em bây giờ vui khoác áo vu quy lên xe hoa cùng người, bỏ lại sau lưng bao tháng ngày êm đềm. Em ơi quan vắng đêm nay tay nâng ly rượu điều thuốc đắng trên môi, anh say men rượu em say men tình. Đêm nay chuyện tình mà ta chọn trao nhau, men say rượu cạn mà tình vẫn chưa quên. Ôi em hãy về đi còn gì cho nhau, tôi ôm trọn vào lòng huyền thoại mơ hoang khi thức tình ngỡ ngàng. Nghe trong lòng sao vẫn thấy nao nao, mong xua đi huyền thoại đừng gặp gỡ nhau chi chua xót tình lỡ làng. Mong xua đi huyền thoại đừng gặp gỡ nhau chi chua xót tình lỡ làng. Mong xua đi huyền thoại đừng gặp gỡ nhau chi chua xót tình. Chúc mừng Việt Quân đã hoàn thành phần thi của mình. Ý kiến của các vị giám khảo thế nào về tiết mục này ạ? Mời chị Minh Tuyết. Nếu mà nói Quân hát bài này không hay thì không đúng. Quân hát rất ngọt ngào, rất là đầy đặn, rất là mượt mà. Nhưng khổ nổi anh Trường Vũ lại không hát kiểu mượt mà. Anh Trường Vũ hát gần như tự xử từng câu từng chữ. Đôi lúc ảnh có những cái chữ ảnh ngắt 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 ra, ví dụ như là thôi em hãy về đi, rồi cái ảnh ngắt ngắt ngắt, còn gì cho nhau tôi sẽ lại vào. Còn bạn hát là thôi em hãy ra ta, còn gì cho nhau. Bạn hát nó mượt mà, gọi là hát đều, nó đều, nó không giống một cái chút xíu đặc trưng nào của anh Trường Vũ cả. Và cái chữ này nữa, đừng gặp gỡ gì đó, bạn nhắc cho mình Tuyết câu đó, đừng gặp gỡ nhau chi. Anh Trường Vũ không bao giờ luyến chữ gỡ như vậy. Anh Trường Vũ là đừng gặp gỡ là anh nứt như vậy, đừng anh không gặp bao giờ gỡ nhau chi. Anh Trường Vũ không bao giờ luyến nốt nhiều như vậy. Anh Trường Vũ là nứt hoặc là nghẹn. Cho nên nếu mà đối với Tuyết, bạn hát trọn vẹn bài, bạn hát ngọt ngào, bạn hát mượt mà, nhưng bạn không hát giống thần tượng. Bạn biết không, ví dụ như trong bolero nó có nhiều cái phong cách hát. Ví dụ như cũng cái câu đó là có một số ca sĩ hát là gặp gỡ nhau chi. Này, nhau là hai nốt. Còn Trường Vũ sẽ là gặp gỡ nhau chi. Chính xác. Nhau chi. Một nốt, Trường Vũ lúc nào cũng hát một nốt đơn. Thẳng, 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 không bao giờ cong. Xin lỗi, bây giờ bạn có thể hát vài câu lại bài này đi. Thì Tuyết sẽ nói ra cái chỗ nào bạn sửa một chút xíu là bạn sẽ giống anh Vũ. Đừng gặp gỡ nhau chi, chua xót tình lỡ là. Vẫn phải nhắc tắt nữa. Ra, tắt nó ra, tắt đừng nó ra. Gặp gỡ đừng nhau gặp chi. Đừng gặp gỡ nhau chi, phải nhắc nó ra nữa. Cho nó tình lỡ là, nhắc, tại Tuyết không bắt chước được. Mà Tuyết hiểu được cái cách của anh Vũ hát. Đừng gặp gỡ nhau chi. Nhau chi mà hai nhịp liền là sai. Đừng gặp gỡ nhau chi. Nhau chi. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Vẫn là những lời nhắc nhở dành cho bạn. Bây giờ mình đến với cái vòng thi tiếp theo thì cái thời gian không còn nhiều nữa. Thôi thì mình trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi này, mình cố mình tư duy về những điều mà các vị giám khảo nhận xét, để một lát nữa mình làm một cách tốt nhất cho phần thi vòng 3 nha.
cố gắng lên nha. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của ca sĩ Ngọc Sơn, Tâm sự người tài xế, do giọng ca Ngọc Khang thể hiện. Mình tên thật là Trần Văn Công, nghệ danh là Ngọc Khang, quê hương đến từ Bình Định. Mình là một ca sĩ tự do. Sau này quá trình vào thành phố Hồ Chí Minh học, có cơ duyên đã gặp được thầy Ngọc Sơn. Và thầy Ngọc Sơn đã nhận đào tạo, chỉ bảo và dìu dắt thêm trên con đường ca hát của mình. Và Ngọc Khang cũng đã may mắn là Khang được thầy thu âm chung và thầy cùng quay chung với Ngọc Khang một cái MV. Nói chung là MV này Ngọc Khang là để đời vô trên YouTube. Thầy rất là thương học trò. Ngày xưa là thần tượng thầy, với vậy mình nghe nhạc của thầy nhiều quá, nó nhiễm cái giọng. Bởi vậy nhiều lúc cái dây thanh quản mình hát ra tất cả những bài hát nào của người ta cũng nói là hơi giống thầy Ngọc Sơn. Nhưng mà cái bài Tâm sự người tài xế này thì Ngọc Khang cũng rất là thích. Thì bản thân Ngọc Khang là người miền Trung, Bình Định, thì cái giọng của người Bình Định thì rất là cứng. Một điều một cái là Ngọc Khang là người Bình Định mà hát giống thầy Ngọc Sơn thì ai cũng bất ngờ cả. Nhưng mà rất là may mắn là được thầy Ngọc Sơn chỉ bảo, và Ngọc Khang cũng càng ngày dần dần càng hoàn thiện bản thân hơn. Và Ngọc Khang cũng xin cảm ơn đến thầy Ngọc Sơn và cảm ơn chương trình Ca sĩ Thần Tượng đã tạo điều kiện cho Ngọc Khang được gặp gỡ và được khán giả khắp nơi biết nhiều hơn. Ngọc Khang sẽ cố gắng làm tốt cái nhiệm vụ của mình trong cái những tiết mục sắp tới. Lên vùng ngược đón chị về miền xuôi, đây đồng bằng xanh tươi, kia trường sơn ngất trời, xuống Hồng Lĩnh dễ tà ngọc ngà nước biếc sông La. Em xinh tươi cao bằng anh bạn hiền Trà Vinh, đi Đồ Sơn thân yêu, về Bạc Liêu nghĩa tình, đến Quảng Nam núi thành bóng hình ôm tròn vào tim. Hát quá hay ơi, giống giống quá. Xe tôi bon bon trên khắp phố phường, qua bao nhiêu nẻo đường là bấy nhiêu tình thương. Nhiều đêm thức trắng nhớ về gia đình, có ai bên mình những lúc ốm đau. Đôi khi nước mắt lưng tròng chứng kiến bao đau lòng cảnh ngộ thương tâm. Riêng tôi không phóng nhanh dành đường và cũng không xem thường tai nạn hiểm nguy. Bấy nhiêu tình thương, nhiều đêm thức trắng nhớ về gia đình, có ai bên mình những lúc ốm đau. Đôi khi nước mắt lưng tròng chứng kiến bao đau lòng cảnh ngộ thương tâm. Riêng tôi tai nạn hiểm nguy, sớm khuya khuya sớm đi về, mấy ai hiểu tâm sự của người tài xế. Yêu xe như chính bản thân mình, tôi luôn chấp hành điều luật giao.
đệ tử của anh Ngọc Sơn. Ngọc Sơn, Ngọc trời ơi, Sơn. Y như là một cái khuôn đúc ra vậy đó trời. Trời ơi, chỉ có cái điều gì là đây? Hơi ốm thôi. Anh Sơn thỉnh đô hơn vậy thôi. Mà ở riêng em không phải những cái đặc trưng đó giống nữa, mà chị khẳng định cái âm sắc vọt giọng của em cũng giống, cái độ vang, cách phát âm, tất cả đều giống. Còn về cái nhún nhảy chị không nói ngay, tại vì hình thể của mình nó không được giống lắm. Cho nên là bây giờ cái chất giọng của em, cái cách hát của em nó thuyết phục chị. Chị không nhìn tới hình thể luôn. Giỏi, hay. Cảm ơn những lời khen tặng của giám khảo Cẩm Ly. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Lúc mà nghe em hát á, là anh ghi ở đây nè, ra sân khấu là ăn tiền. Tức là đèn vừa lên mà vừa vào hát á, là đã ăn tiền. Bởi vừa giọng hát và vừa cái hình thể, cái động tác của em nữa. Đó, và anh ghi là những cái nhún nhảy rất là hồn nhiên này, nhún nhảy và tung tăng giống như trong tâm hồn á, nó có một sự hứng khởi nào đó đó. Và đặc biệt là đoạn cuối á, là em đánh knock out anh, bởi vì á, là em chuyển mic. Bởi vì anh Ngọc Sơn á, ảnh rất là thích chuyển mic, chuyển từ tay nọ qua tay kia, tức là chuyển đổi liên tục để làm gì, tay bên này đưa mỏi rồi hay sao á, thì ảnh sẽ đổi tay bên này. Thì em hình như em chỉ chuyển mic một lần thôi, đúng không? Một lần, nhưng mà một lần đúng là nó làm là đúng là knock out luôn. Còn về giọng hát thì nó có âm vang, thực sự là nó rất là đã, nghe sướng lắm. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo đã dành những lời khen cho bạn Khang. Sao anh Trấn Thành, giám khảo Trấn Thành, anh có gì nhắn nhủ không ạ? Không, thật sự ra tôi muốn nhắn nhủ cho tất cả những người tham gia chương trình này. Dạ. Thật sự ra bạn này là một trong những cái người mà đạt đúng cái tiêu chí nhất của cái chương trình Ca Sĩ Thần Tượng này. Đó là không những ngoài giọng hát mà hóa thân luôn nhân vật. Có nghĩa là người ta nhắm con mắt lại, người ta nghe, hay người ta mở con mắt ra người ta coi, người ta cũng cảm nhận là cái nhân vật thần tượng nó đang nhập vô cái con người này mà biểu diễn. Thì đó mới là tiêu chí đúng của chương trình. Mà cái buồn cười ở chỗ là thế này, bạn hát rất nghiêm túc, bạn hát rất đàng hoàng mà người ta mắc cười dễ sợ luôn. Người ta giống quá, bạn thấy không? Hát mà người ta phải cười thì cái đó mới thành công. Bạn tính đến thời điểm này là thí sinh mà tôi ấn tượng nhất. Cảm ơn Trấn Thành. Và nhân đây thì chắc là cũng xin được bày tỏ một chút cái cảm xúc với lại anh Ngọc Sơn á. Bởi vì anh thì được mệnh danh là ông Hoàng Nhạc Sến. Và đúng là không dễ gì để mà có thể lấy được một cái mỹ từ như vậy. Không hề đơn giản. Và những cái bài mà nó vẫn còn nhớ như là Tình Cha, Lòng Mẹ ha. Những cái bài mà có thể lấy nước mắt được người ta rất nhiều. Rồi đến những cái bài dễ thương như là Lời Tỏ Tình Dễ Thương. Và thậm chí là những cái ca khúc mà nó gắn liền với đời sống người dân lao động. Và tiêu biểu là bài này, bài về cái đời của những anh tài xế. Và anh cũng tặng em một câu thơ mà anh nhớ. Đó là ung dung buồn lái ta ngồi, nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng, nhìn thánh gió lùa, cay mắt đắng, thấy con đường chạy thẳng vào tim, thấy sao trời và đột ngột cánh chim, như rơi, như ùa vào buồn lái. Tức là em rất là ok là em đã ung dung buồn lái ta ngồi và nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng. Dạ. Đó là điều làm nên thành công của em. Dạ. Thánh thơ. Chương trình của chúng ta nhiều thánh quá. Thánh chiêu. Thánh thơ. Thánh quen. Có bà Tư là chưa có thánh gì thôi. Thánh soi anh. Tôi có một câu chuyện ngắn tôi kể các bạn nghe về kỷ niệm của Trấn Thành với anh Ngọc Sơn. Rất là buồn cười ha. Thì có một lần anh Sơn đi diễn châu Âu, có một con bé nó chạy ra photo, can I have a photo, nói tiếng Anh. Thì cái mặt bé cũng lai lai, cái ảnh ok, photo, you know, I'm Vietnamese, Ngọc Sơn, ok, you know, very, anh nói tiếng Anh, anh Sơn nói tiếng Anh rất giỏi. Anh nói xong cái con bé, cái anh tưởng nó là người Đức tại bên châu Âu mà cái anh, ok, scary. Ông nói tiếng Đức luôn. Cái con ngạc nhiên, con bé nó cũng cái anh, ni số có gì mà ni số chẳng có gì mà ông nói tiếng Tàu luôn. Cái gì dữ vậy mà ông nói. Con bé nó cũng anh Sơn sao anh không nói tiếng Việt. Tiếng gì ông không biết, mặn nhỏ người Việt. Ông đi vô cái nhà hàng, rồi người ta nói là người ta ăn gì đó có nhiều chanh quá nó chua. Cái bà Hồng Vân kêu, trời bây giờ ăn cái gì nó cũng cho chanh vô nó chua quá, không biết làm sao. Cái anh nói, ok, để tôi nói cho. Đó, là kêu là ta đừng bỏ chanh á, đừng bỏ chanh nữa. Lát thằng bò nó bưng ra một cái tô canh chanh.
không biết ông nói cái gì mà nó bưng ra một cái tô canh chanh. Trời ơi, như vậy phải trách cái người kia là không biết tiếng Anh. Ai mà biết. Nói chung là anh Ngọc Sơn đi với ảnh 1000 chuyến là 1000 sự tích. Có thời gian tôi kể bạn nghe thêm. Cả một kho tài. Cả một kho tài chuyện. Bé anh Sơn kìa. Alo anh Sơn. Anh Sơn kìa. Anh ba ơi, Trấn Thành nói xấu anh là anh không có giỏi ngoại ngữ. Trên sóng luôn. Em alo, anh em Vũ không hả? Có nói xạo. Có người trả thù nha anh. Dạ, đúng rồi đó nha anh. Dạ, thông tin em đưa là chính xác. Đó, bây giờ giám khảo trả thù lẫn nhau. Năm qua rồi chém lại kia nữa. Có hai bà chị tôi ngồi chính giữa là hiền lành như hai bà tiên vậy thôi. Đúng rồi. Bạn thấy chưa? Chỉ một tiết mục của bạn thôi mà làm giám khảo chúng tôi bấn loạn ở trơn trọi đó. Có sự banh chương trình nhẹ nhẹ đó. Bây giờ vào trong chuẩn bị tập trung cho tiết mục sau nha. Dạ. Dạ vâng. Chúc bạn tiếp tục thành công. Như vậy là các thí sinh của chúng ta đã vừa trải qua vòng biến hóa với 4 bài hát rất là hay và đã mang lại cho chúng ta thật nhiều cảm xúc, đặc biệt là với các bạn Khang vừa rồi. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với vòng thi Hòa Thanh. Bạn bè xa nhau chưa bao lần gặp lại, kỷ niệm ngày xưa sao nói hết cho vừa. Anh ở phương xa, em người nơi xứ lạ. Cuộc đời đổi thay cho mình thương nhớ ai. Kể chuyện ngày xưa bao năm dài miệt mài, mình ngồi bên nhau chưa dám nói lên lời. Thương tiếc cho nhau hai tâm hồn thơ dại, để rồi xa nhau mang nặng mối tình sâu. Đêm nay tôi ngồi một mình ôn lại chuyện ngày xưa mà lòng nghe vẫn vương. Mơ sao tiếng hát câu hò thương người em nhỏ bây giờ đâu. Tình cờ hôm nay tôi nghe lòng hoán dài, gặp lại người xưa bao năm tháng mong chờ. Đau xót cho ai bây giờ em xa lạ, đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi. Ôn lại chuyện ngày xưa mà lòng nghe vẫn vương. Mơ sao tiếng hát câu hò thương người em nhỏ bây giờ đâu. Tình cờ hôm nay tôi nghe lòng hoang dại, gặp lại người xưa bao năm tháng mong chờ. Đau xót cho ai bây giờ em xa lạ, đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi. Đau xót cho ai bây giờ em xa lạ, đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè. Từ đây chỉ có bạn bè thôi.
ta vừa được nghe ca khúc Chỉ Có Bạn Bè Thôi, một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Hoàng do thí sinh Võ Duy, thí sinh Trùng Vương thể hiện. Xin mời Trấn Thành. Thật sự ra phần này thì bạn Võ Duy có vẻ là tốt hơn so với chính bản thân bạn rất nhiều. Thật ra bạn là người có nghiên cứu đấy. Bạn diễn cái mặt bạn giống anh Trường Vũ lắm luôn. Cái thái độ ngơ ngác rồi đau khổ, ngước nhìn lên, ừ nó vậy đó. Cái kiểu đó dễ thương lắm. Chỉ hơi tiếc cái là cái giọng của bạn, bạn không thay đổi được cái cách hát của mình. Chắc là một sớm một chiều mình chưa có quen á. Tại vì bạn vẫn còn cái sự nhựa nhiều quá. Cái nhựa của anh Vũ nó rất là thẳng, nhựa vài nốt rồi nó thẳng băng à. Còn bạn vẫn bị cái âm vòm nhiều, thành thử ra là nó vẫn chưa có ra được. Thật sự là chưa ra. Nhưng mà riêng bạn Trùng Vương thì cái vòng này hình như lại không bằng cái vòng trước. Có lẽ là do cái bài này anh Ngọc Sơn chưa có hát qua, đúng không? Thành thử ra là bạn cũng không thể mường tượng được là nếu anh Sơn hát bài này sẽ hát như thế nào. Thành thử ra là tôi nghĩ rằng là nếu như mà bạn yêu một người nào đó để mình có thể hóa thân thành họ, bạn phải nắm được luôn cái cách họ xử lý một bài hát. Chứ không phải đơn giản chỉ là mình nghe một bài nào đó nghe rồi mình sao chép lại. Nếu cái bài này đưa cho họ, họ sẽ xử lý ra làm sao, để mình tưởng tượng ra dù là họ không hát cái bài đó mình vẫn có thể hát được. Nên bài này có lẽ là chưa có thuận lợi lắm cho Trùng Vương. À đúng là như cái cảm nhận của Ly thì vòng này Duy tốt hơn. Nhưng mà đúng là Duy vẫn còn cái âm mô nhiều quá, cho nên cái hơi mình nó bị tù vào trong. Và khi những cái từ mình hát á, mình ngắt nó sớm nhưng cái lời nó không có rõ. Nhưng mà so với cái vòng trước thì đã thấy sự khác biệt qua từng vòng là cái sự tiến bộ của Duy rồi. Còn Vương hát cái vòng 3 này nó không bằng ở vòng 2. Cái vòng 2 thì cái đặc trưng của anh Sơn nó rõ nét hơn. Đặc biệt là ở những cái câu mà quảng cao làm rất rất là tốt luôn. Thì trong cái vòng này nó có đó nhưng mà nó không có đã. Mà cái vòng 2 chắc có lẽ là một mình hát á, mình thoải mái hơn khi cái bài đó mình quen thuộc nữa. Mình có thể thoải mái để mình thể hiện. Nhưng mà dẫu sao cũng chúc mừng hai người đã hoàn thành trong tiết mục của mình. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Và chúc mừng hai bạn đã hoàn thành phần thi của mình. Xin mời. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ lắng nghe một ca khúc rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ Châu Kỳ, thơ của Hồ Đình Phương, Con Đường Xưa Em Đi. Và ngay sau đây chúng ta sẽ lắng nghe lại ca khúc này với phần trình bày của đôi song ca Việt Quân và Ngọc Khang. Con đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tay thề. Anh làm thơ vu quy khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trắng vu quy vì mưa gió không về, lối mòn anh bước đi. Con nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe, hỏi còn ai cô chi. Em ơi nhìn gió lên khơi, lòng cô trong vời một người xa cuối trời. Canh dài e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài. Em ơi màu áo phong sương mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng. Dâng hoa dâng hết ân tình, tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ. Thời gian có quên gì đã mòn kia vẫn ghi. Ghi một đêm trăng thanh quán bên đường vắng tanh, chỉ còn tôi với anh.
thức canh dài e ấp đôi lời mình còn nhớ thương ngoài. Em ơi màu áo không dương mình ước huy hoàng được bàn tay chính ngài dâng hoa dâng hết ân tình. Tình đến bao giờ khỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi. Thời gian có quyền gì đã mòn kia vẫn ghi. Nghĩ một đêm trăng thanh quán bên đường vắng tanh chỉ còn tôi với ai. Ghi một đêm trăng thanh quán bên đường vắng tanh chỉ còn tôi với ai. Tôi với ai. Tôi với ai. Đó là Ngọc Khang và Việt Quân. Ông Khang không vui quá à. Sao vậy anh Thành? Cái đoạn đó nó quá có duyên luôn. Cái giọt vớt bèo đó. Vớt bèo nhẹ nhẹ. Thật sự quá thú vị. Vui, thiệt là vui luôn. Tôi nhìn bạn hoài. Bạn là cái người có cái sự tưởng tượng rất là tốt. Bạn feel cái điều mà cái ngôi sao thần tượng của bạn đang feel. Tại vì cái bạn kia bạn làm không được cái điều bạn vừa làm. Đó là anh Ngọc Sơn hát bài này đâu có thường đâu. Lâu lâu coi như là hên xui khán giả lâu lâu yêu cầu anh hát thì em mới hát chứ anh không bao giờ anh thu âm chính thức cái bài này cả. Nhưng mà bạn hát vẫn rất tốt. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Anh thích những cái câu mà những cái âm cuối của em á, ví dụ như là huy hoàng, anh thích chữ hoàng phía sau rồi chính ngà, chữ ngà phía sau á, cái âm nó vang ra và nó rất là chính xác và giống anh Ngọc Sơn rất là nhiều. Anh cũng khen em ở cái phần mà em đưa đẩy cảm xúc á, trong cái phần dựng bài của giám đốc âm nhạc cũng rất là có sự tính toán. Cho em ra trước rồi sau đó mới cho bạn Quân ra sau. Đó để em ghi điểm trước để mình chiếm lĩnh sân khấu, để cho nó định hình trước, để tạo một cái cơ sở, cái cảm xúc cho bạn Quân đi ra. Đó thì em ra xong rồi thì trong khi đợi bạn hát thì em vẫn nuôi cảm xúc. Và em cũng lắc lư và đong đưa một chút. Bắt đầu nhịp tay bắt đầu để bắt vào cái câu hát tiếp theo. Thì anh rất là thích, tức là mặc dù em không hát, bạn Quân đang hát nhưng mà anh cũng vẫn theo dõi hai người, xem cái diễn biến sân khấu, diễn biến cảm xúc và cái thái độ của từng người nó có bị dứt ra hay không, hay là đang chờ đợi đúng cái câu mình thì giật mình vào thì không. Còn sang cái phần của Quân á thì em có phần thiệt thòi hơn một chút xíu, bởi vì người bạn của mình là cả thần sắc và cả giọng hát á, nói chung là chiếm trọn cái spotlight. Tuy nhiên là anh vẫn thấy em với bạn vẫn có sự hòa quyện với nhau trong cái bài hát này. Nếu tính về cái phần trình diễn của bài hát á thì anh vẫn rất thích. Thế hai bạn nó vẫn đảm bảo cái phần tiết tấu, cái phần tình cảm về phần nghe cũng như về phần nhìn và cái cảm xúc mà hai em nuôi được trong cái lòng khán giả. Chắc có lẽ là tại vì cái thân với anh Vũ quá cho nên có vẻ hơi khắt khe. Hồi nãy Tuyết đã cố gắng nhắm mắt mình lại để mà nghe giọng hát thôi, không nhìn, để mà tìm được một cái điểm giống với anh Trường Vũ. Nhưng Tuyết vẫn không tìm ra được một cái điểm nào giống. Đối với bản thân riêng một mình Tuyết thì Tuyết thấy bạn có thể nói là gần như là 70% không giống anh Trường Vũ luôn. Là đối với riêng bản thân Tuyết. Rồi cũng giống như anh Nam nói là bạn lại hát chung với lại Khang. Lại là một người phải nói như thế nào. Bây giờ chị đang suy nghĩ thế này nè Khang. Chị đang lo âu cho em. Bởi vì chị không biết là vào những vòng trong nữa. Vì em hát quá giống anh Sơn. Khi em bắt đầu thể hiện riêng phong cách của mình, liệu em có thoát ra khỏi anh Ngọc Sơn như bây giờ em đã là anh Ngọc Sơn trong giây phút này đây đối với chị? Đó cũng có thể xem như là một lời khen tặng từ giám khảo Minh Tuyết. Nãy giờ là khen Khang nhiều quá thì đây là nói để rút kinh nghiệm. Em còn bị một cái nữa, em có biết cái gì không? Cái nhịp của em. À đấy, cái nhịp của em vào nó bị trễ. Chị chỉ nhắc nhở em đã có được những cái rất là giống, nhưng coi chừng bị mọi người nói cái vụ phong cách của anh Sơn. Anh Sơn có nhiều lắm, cái pha phong cách của anh rất là nhiều. Đôi khi coi chừng chính vì mình muốn quá giống, coi chừng mình bị, chỉ dùng một từ nữa là lạm dụng. Tức là em tập trung vào đó, em sẽ bị sơ sẩy những cái điều khác.
Nếu em được vào vòng trong thì với tiêu chí chị vẫn phải soi những điểm đó để mà tính điểm. Tại vì mình phải công tâm đối với tất cả các thí sinh khác. Mình thương, mình yêu, nhưng mà cuộc thi là nó phải ra cuộc thi. Dạ, với lại okay. Bởi vì khi mà mình vào vòng trong thì các thí sinh khác cũng đều giỏi như nhau. Đúng. Các thí sinh kia cũng đều rất giống với thần tượng của họ. Cho nên là gọi là ngang tài, ngang sức. Lúc đó thì giám khảo sẽ phải soi tới những cái lỗi xung quanh để mà chấm điểm cho các bạn thí sinh. Cần phải lưu ý điều này. Cảm ơn các vị giám khảo và chúc mừng hai bạn đã hoàn thành phần thi của mình. Chúc mừng hai bạn. Và bây giờ đã đến giây phút quan trọng đây. Giám khảo sẽ bắt đầu cân nhắc điểm số cũng như là sự lựa chọn của mình dành cho thí sinh nào trong đêm nay. Chúng ta hãy dành cho họ ít phút nha. Các thí sinh của chúng ta đã quay trở lại sân khấu. Hãy dành cho họ những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt nha. Xin được giới thiệu đầu tiên là Ngọc Khang, Việt Quân, Trung Vương và cuối cùng Võ Duy. Hôm nay họ đã mang đến cho đêm nhạc chúng ta những bài hát bolero, những bài hát trữ tình rất là hay. Những phần nhận xét đánh giá của ban giám khảo đã dành cho các bạn rồi. Nhưng mà không biết thì đêm nay giám khảo sẽ chọn ai để đi tiếp vào vòng trong. Xin mời ban giám khảo. Ai sẽ là người đại diện ban giám khảo đưa ra ý kiến của mình ạ? À? Xin chào các bạn, hôm nay Thành sẽ đại diện cho ban giám khảo sẽ đưa ra quyết định dành cho những người đi tiếp vào vòng trong. Trước tiên là cảm ơn bốn chàng trai khôi ngô tuấn tú đã đến với chương trình. Thật sự ra không biết ai vào vòng trong, ai ở lại, nhưng mà trước tiên là Thành phải nói với các bạn một điều để các bạn tự tin được rằng là nếu không phải là một cuộc thi để hát giống thần tượng thì chính các bạn đều là những người hát rất là hay dòng nhạc bolero này. Vì tính chất của cuộc thi nên chúng tôi phải lựa chọn những người có tiêu chí đạt với những cái điều mà chúng tôi đưa ra là giống về phong cách, cách xử lý âm nhạc, âm sắc cũng như là cái thái độ khi biểu diễn của cái người ca sĩ đó. Mình phân tích từng người hen. Về số 3, số 4 là người biểu diễn giống anh Trường Vũ. Như các bạn đã biết là tất cả những cái khuyết điểm, những cái sự thiếu sót thì chúng tôi đã chia sẻ với các bạn rồi. Thật sự ra thì hai anh chỉ cần về nghe nhiều hơn, để ý nhiều hơn, mình sẽ thấy được những cái sự khác biệt. Mà đôi khi thế này nè, cái việc mình bắt chước một người đôi khi là được mà không được là không được. Đôi khi nó là như vậy nữa, chứ không phải là mình nghe nhiều mà mình có thể làm được đâu. Đôi khi nghe nhiều, hiểu là nó vậy đó, nhưng mà làm lại là không được. Thành thử ra đôi khi nó chỉ là một cái gì đó thuộc về năng khiếu hay là một cái gọi là một cái kỹ năng riêng của mình thôi. Vì vậy cho nên hai anh cần thời gian để có thể hoàn thiện hơn. Nếu như muốn hát giống Trường Vũ, về hai nhân vật, về Ngọc Sơn thì bạn Khang hôm nay là làm mọi người ngạc nhiên quá rồi. Tôi chỉ muốn bạn là bạn hoàn thiện bản thân mình. Đã làm thì phải làm cho đụng nóc để đừng có va vấp những cái lỗi nhỏ nhỏ nó không đáng có để làm hư phần trình diễn của mình. Và quan trọng đừng chủ quan. Còn bạn còn lại, bạn Trùng Vương, bạn là một người hát giống Ngọc Sơn tùy bài. Có nghĩa là có bài giống, bài không giống. Vấn đề của bạn là sao chép lại tiếng hát và phong cách. Nhưng mà bạn quên là làm điều mà Khang đang làm á, là gì biết không? Là dùng cái tư duy của anh Ngọc Sơn và cái con người của anh Sơn tưởng tượng mình là ảnh để hát một bài hát. Cái đó mới là cái cảnh giới cao nhất. Thì ở đây ngày hôm nay chúng tôi xin được lựa chọn người sẽ vào vòng tiếp theo. Người đàn ông mặc vest trắng, nhưng chỉ một người đàn ông mặc vest trắng mà trắng toàn phần mới được vào thôi. Chúng tôi chỉ lựa chọn một thí sinh, đó là bạn Khang. Cảm ơn ba bạn còn lại. Xin chúc mừng Ngọc Khang. Xin cảm ơn các vị giám khảo. Và như vậy là đêm nay chúng ta đã chọn được một thí sinh, đó là Ngọc Khang, để đi tiếp vào vòng trong của chương trình Ca sĩ thần tượng. Xin cảm ơn tất cả các thí sinh đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Tập này ca sĩ nào được các thí sinh hóa thân? Ngày mai xa nhau rồi, phút giây còn muôn lời. Em ơi bao nhiêu điều chưa nói. Cái giọng ca mà nó mênh mang như những cái dòng sông, như những cái cánh đồng lúa bao la vậy đó. Nó không có đã hả? À, các bạn hát chỉ gọi là phản thức thôi. Một bên á là anh đạo diễn nội tâm, còn bên đây chị giả tâm đó chị. Bạn à, đừng có nói xấu tư của tôi đi. Điều bất ngờ và thú vị nào đang chờ đợi trong tập này? Đón xem chương trình Ca sĩ thần tượng ngay bây giờ.
Đại Nghĩa và Khả Như xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang đến với chương trình Ca sĩ Thần Tượng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ với bốn vị giám khảo nha. Hôm nay các vị giám khảo xuất hiện cũng đặc biệt lắm quý vị. Hãy cùng chào đón hai vị giám khảo Minh Tuyết và Trấn Thành. Hoàng hậu nương nương giả đạo. Quý vị có thấy hoàng hậu nương nương của tôi không? Bình thường là một ca sĩ, nhưng hôm nay đã trở thành một diễn viên xiếc đi cà kheo. Miễn lễ, ban tác, ban tác. Trời ơi. Dạ. Trời ơi. Ta đã chờ giây phút này lâu lắm rồi. Một cái giọng thiệt là ác độc. Dạ, ngay sau đây em sẽ giới thiệu một cặp đôi điềm đạm và họ nhẹ nhàng hơn. Cuộc sống của họ rất nội tâm và em xin được trân trọng giới thiệu đạo diễn Hoàng Nhật Nam cùng ca sĩ Cẩm Ly. Bình thường thì chị Cẩm Ly chỉ xuất hiện chỉ hiền lành chứ thánh thiện lắm. Sao tự nhiên bữa nay mang gương mặt sát thủ lên đây vậy trời? Không phải, đi với người nội tâm ít nói mình phải như vậy. Nó nghe nè, bên đây người ta nội tâm là người ta từ trong ra, còn bà cố gắng nội tâm y như đi đòi nợ. Phải, tự nhiên bữa nay á, một bên á là anh đạo diễn nội tâm, còn bên đây chị giả tâm đó chị. Ờ, thiệt á, bà giả tâm. Mặt ác, thiệt ác luôn vậy đó. Bà giả tâm. Mặt... Nè. Không có. Bạn à. Đừng có nói xấu tư của tôi đi. Tôi hiền lắm á. Bạn à. Hay là bạn qua đi với người nội tâm đi. Thôi bỏ đi. Để em bên đây để em yên tâm. Dạ. Yên tâm hả? Thấy hôm nay MC Đại Nghĩa cũng rất nội tâm trong một cây đen luôn đúng không? Trong đó cũng lú ra hai cái hộp. Và dài rất nhiều cái hộp. Thôi kệ đi, còn đỡ hơn đây nguyên bài dựa người nè. Trời ơi. Không, không có để ý. Trời ơi. Bây giờ tôi mới để ý. Hoa quả sơn. Hoa quả sơn. Ừ, hoa quả sơn. Hoa quả sơn, chúa đồng đó, Trấn Thành. Thôi cảm ơn tất cả các vị giám khảo nha. Đã có okay. một cái phần chào sân rất là vui nhộn, dễ thương. Yêu thương nhau. Yêu thương nhau. Và chúng tôi luôn yêu thương nhau quý vị ơi. Mời tất cả mọi người về chỗ của mình. Yo. Dạ, thưa quý vị khán giả, như chương trình Ca sĩ Thần Tượng mà quý vị đã theo dõi những tập trước đây thì biết rằng là mỗi số của chúng tôi gồm có 4 thí sinh phải trải qua 3 vòng thi. Vòng đầu tiên đây là vòng lộ diện, vòng thi thứ hai là vòng biến hóa, cuối cùng là vòng hòa thanh. Sau đó giám khảo sẽ lựa chọn ra những thí sinh hóa thân giống nhất, có giọng hát giống với thần tượng của mình nhất để đi tiếp vào vòng trong. Ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ 4 thí sinh ở vòng thi đầu tiên, lộ diện. Ừ, anh Ba Khía. Anh Ba Khía. Anh Ba Khía. Anh Ba Khía. Tên của tôi biệt danh anh Ba Khía, sống nơi ruộng đồng quê hương có dòng sông. Miền Tây vùng đất phù sa, quanh năm mưa nắng gian nan bên ruộng. Nơi xóm cơ làng bên ai cũng biết nổi danh liệt vườn anh Ba Khía miền Tây. Nước da nâu đẹp trai mà dễ mến, làm bao thôn nữ ngất ngây men tình. Anh Ba Khía. Đây ai cũng nhớ tình đẹp miền Tây anh Ba Khía nhà quê. Tuy nghèo nhưng già sắc son, độc thân vui tính cô đơn nhưng chẳng buồn.
dốc Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng anh mơ. Con tàu Việt Nam đi xuôi bốn mùa vui, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Nhớ thương nhau em chờ anh tới, là tàu anh đi. Mình nghe một cái bài Anh Ba Khía mà kết hợp với bài Tàu Anh Qua Núi như thế này mà hòa quyện lại với nhau rất là hay. Không biết ban giám khảo chúng ta có nhận ra là giọng ca của ai, họ đang tái hiện ca sĩ thần tượng nào không ạ? Đó là Đan Trường và Anh Thơ. Đó chính là ca sĩ Đan Trường và ca sĩ Anh Thơ. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với các bạn ấy trước nha. Xin mời bạn vị trí số 1. Dạ em chào mấy anh chị ạ, em là Đình Lễ. Thì em đang là ca sĩ tự do. Và anh bạn thứ hai làm chúng ta rất bất ngờ khi anh ấy hát giọng của nữ ca sĩ Anh Thơ. Mời em giới thiệu. Dạ, em là Nguyễn Đăng Nguyên, năm nay em 20 tuổi và em đến từ Hà Nội ạ. Hiện tại thì em đang là một thợ làm tóc ạ. Thợ làm tóc. Dễ thương. Có giọng hát đỉnh vậy đó. Rồi tiếp theo mời cô gái. Dạ vâng, em xin tự giới thiệu, em là Minh Huế, đến từ Bắc Giang ạ. Và hiện tại em đang là sinh viên của trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ạ. Và chàng trai số 4. Em tên là Nguyễn Minh Hoàng, hiện tại thì em đang là quản lý một chuỗi nhà hàng ở quận Nhất. Wow. Em sinh ra làm quản lý tới một chuỗi nhà hàng lần hả em? Quá trời. Đẹp trai quản lý. Với những người mà có tâm hồn ăn uống như Khải Như với Trấn Thành thì nên làm quen với anh ấy nha. May là anh dễ ăn chay đó chứ năng mặn anh tràn qua nhà hàng của người ta. Em ơi, em làm nhà hàng gì vậy? Bán gì vậy? Em làm bên chuỗi nhà hàng giải trí. Ừ, cái đó anh ít ghé lắm, cảm ơn em. Dạ, hôm qua thì thôi, mình để trong bụng, tự nhiên mình nói làm chi vậy? Không, thì đang định hỏi em. Thôi kệ người ta, giờ mình nhận xét giọng hát, ta đi nhà thôi hàng. Chứ trời. Trời ơi, em ơi, nó nghe nè, bộ gây lộn với giám khảo. Ăn thịt cái lô đi, mày ăn thịt cái lô đi. Ăn thịt cái lô đi. Dạ, mời anh Trấn Thành ạ. Các bạn ơi, hôm nay các bạn làm cho Thành rất là vui và phấn khích. Là bởi vì đầu tiên là xin cảm ơn Minh Vi và ban nhạc. Anh Minh Vi đã mix được hai cái bài phải nói là cực kỳ khó khăn. Không ai nghĩ là anh Ba Khía, một cái bài miền Tây mà lại đẩy qua hát chung được với một cái bài Tàu Anh Qua Núi của ca sĩ Anh Thơ, một cái bài đậm chất miền Bắc như vậy. Mà cái mối nối này rất là hợp lý. Và cái đoạn cái bàn hòa thanh ở cuối rất là hay. Thật sự là phải nói là rất là
nể cái tài sáng tạo của giám đốc âm nhạc của chương trình, đó là nhạc sĩ Minh Vi. Và cảm ơn ban nhạc đánh quá xuất sắc luôn, cái bài làm cho không khí cực kỳ hấp dẫn. Nhưng mà bây giờ phải nói về các bạn. Các bạn là những nhân vật trẻ rất là ưu tú. Ở trong đó hai anh đang trường thì có anh giống hơn, anh chưa giống lắm. Bạn đẹp trai này chưa giống lắm. Và ông bạn vẫn còn giọng thổ nhiều. Bạn tìm cách đẩy cái âm thanh ra khu vực phía trước một tí sẽ ra anh đang trường hơn, hát chân thật hơn. Tại vì anh đang trường là hát cái giọng nó phải đúng nghĩa miền Tây luôn á, thì mới ra anh đang trường. Mà cái hơi anh đang trường hát hơi rất là vang, cái âm vang của anh tốt lắm. Hát ráng đẩy ra phía này. Bạn này có vẻ giống hơn. Bạn số 4, chuỗi nhà hàng kinh doanh không quên việc luyện giọng hát rất là ok, nhưng mà vẫn có những đoạn không giống. Anh đang trường có những cái mộc mạc riêng của anh mà mình phải để ý. Nhưng mà tôi thấy các bạn có những cái để ý rất là hay. Ví dụ như là anh đang trường cái gì S với XC thì anh hát cũng là XC thôi, thì các bạn hát đúng cái chữ đó. Như vậy thì tôi thấy là cũng thú vị. Đó là một trong những cái đặc điểm của anh đang trường. Nói về ca sĩ Anh Thơ, hai người bạn trẻ rất là hay, cô gái hát rất là giống. Nhưng mà em biết sao em bị thiếu cái độ mượt mà hát dòng nhạc đó, và nhất là hát theo cách của chị Anh Thơ. Em phải có độ mượt mà, và chị Anh Thơ có những cái thở đó, mình phải làm cho nó mượt. Tại vì từ giọng gió chuyển qua giọng thật, em phải làm sao cho nó không có khoảng cách ha. Đó là về phần em. Còn bạn nam ngạc nhiên quá, con trai mà hát được như vậy là quá nể luôn. Đó cũng là một món quà ông trời cũng cho bạn mà ít ai có. Nhưng mà thế này nè bạn ạ, ông trời cho bạn một cái mỏ, một cái quặng, bạn phải là người biết cách khai thác thì nó mới ra tài nguyên khoáng sản được. Hiện nay á, cái chất giọng khi mà bạn xuống Quảng Trầm, Quảng Trung vẫn là giọng nam, phải làm sao mà nó mượt một tí, ngân nga một tí nữa, thì khi bạn lên quảng cao thì người ta sẽ không có còn phân vân gì với bạn nữa nha. Chúc các bạn thành công, rất đẹp, rất dễ thương. Cảm ơn chia sẻ của nghệ sĩ Trấn Thành. Xin mời giám khảo ca sĩ Cẩm Ly. Bạn thân của anh đang trường. Thật ra thì có lẽ là vòng đầu Ly cũng hơi khó tí xíu, là tại vì các bạn hát chỉ gọi là, dùng từ là chỉ là phản phất thôi, chứ nó chưa có ra. Phản phất thôi. Thật ra thì hồi nãy Thành nói là bài số 4 hát giống hơn bài số 1. Đúng là lúc đầu em vào cái đầu bài chị thấy không giống. Bài số 4 thì vào cái đầu ok, nhưng khi lặp lại thì em hát có nét của anh Trường liền. Tức có lẽ là mình chưa có ổn định thôi. Mà tại vì cái cách mà mở âm á, thì bài số 4 giống hơn. Nhưng mà tụi em vẫn không có cái độ vang sáng của anh Trường, tụi em chưa có. Còn đối với anh Thơ đó thì em hát thì tốt, chị không có nói về vấn đề giọng hát của em, nhưng giọng Thơ bén hơn, sắc hơn nữa. Cái âm của em nó còn bị trầm trầm. Còn nói về bạn nam, đó là một sự bất ngờ. Nhưng em để ý những cái từ đầu tiên của em vào đầu câu á, là tại vì lúc đó em đang đi bắt cái tông cho nó nữ, cho nên nó chỉnh choạng một xíu rồi nó mới đi vào cái quỹ đạo. Nó cứ bị hai ba câu như vậy. Nhưng mà càng về sau thì em đỡ hơn. Nhưng mà chị phải có một cái sự gọi là ghi nhận, là cả một sự cố gắng. Thực sự là chị sẽ trông chờ tất cả bốn bạn ở vòng thứ hai để thể hiện mình. Dạ, hy vọng rằng tất cả các bạn thí sinh sẽ làm hài lòng vị giám khảo khó tính Cẩm Ly của chúng ta khi đến với vòng 2. Với chị Minh Tuyết thì sao ạ? Về anh Thơ đó, cũng như chị Ly nói thì Tuyết rất là phục bạn trai. Tại vì cái tông nó quá cao cho với một giọng nam như thế, mà bạn vẫn hát rất là khỏe, rất là mạnh. Cộng thêm một cái điều Tuyết rất là thích ở bạn nam, cái chỗ rằng là bạn hát rất là thoải mái, rất là vui. Thì cái đó là cái mà Tuyết cảm thấy là đặc biệt. Còn riêng về hai bạn nam, đối với Tuyết thì Tuyết cho là bạn số 4 giống cái âm sắc phát ra đó, nó hơi giống đang trường nhiều hơn là bạn số 1. Tuyết thấy là đang trường hát rất là đơn thuần, cái âm của bạn phát ra rất là vang sáng, rất là sáng, sạch nữa. Và sạch nữa. Giọng của Trường rồi phát ra cái thì sách, Tuyết hát. Thấy phản phất đâu đó bạn số 4 có được cái điều đó, bạn phải phát huy mạnh hơn nữa. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Và cuối cùng xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Về phần trình diễn đó thì chắc là cho anh sẽ góp ý trước hai bạn đang hóa thân vào vai anh đang trường ha. Đình Lễ, cái phần hát đầu tiên thì nó rất là quan trọng, bởi vì là nó đặt để vào đó giống như cái người khởi đầu dẫn dắt cho cái mạch cảm xúc của những bạn còn lại. Thì về phần giọng ca thì các giám khảo đã nhận xét, còn về phần phong thái trình diễn đó thì anh vẫn còn thấy em ở một chút gì đó nó còn thiếu tự tin và nó còn rụt rè lắm. Anh Bo đang trường thì ảnh rất là hiền lành, ảnh rất là chất phác, nhưng mà ảnh rất là tự tin. Và anh hát giống như là anh đang rong chơi ở những cung đường miền Tây vậy đó. Tức là anh rất là thoải mái, một cái phong thái luôn luôn là nở nụ cười và luôn luôn giao lưu với khán giả. Thì anh muốn em
đình lễ thì em sẽ phải thật tự tin hơn nữa trong những cái phần tiếp theo nha. Còn bạn thì anh rất là thích em, tức là cái mái tóc của em nó cũng tạo dáng hơi điệu đà và bồng bềnh giống như là anh Bo đang trường vậy đó. Và đặc biệt là cái cách em đứng hát á, cũng cái dáng người rất là thẳng, rồi cái cánh tay đưa lên nè, rồi đưa ra xa, rồi đưa chỉ một ngón tay như thế này thì anh thấy là cũng giống, rất rất là giống. Thì anh nghĩ là em đã có tìm hiểu qua rồi và cũng đã có sự tập luyện cũng như là để nhập vai nó tốt trong ngày hôm nay. Thì những cái phần điều chỉnh về chất giọng hoặc là như nào đó cộng với phong thái biểu diễn thì anh nghĩ em sẽ là một phiên bản hóa thân anh Đan Trường rất là hoàn hảo. Còn về phần anh thơ thì cô gái anh thơ ở đây là Minh Huế đúng không? Thì anh thấy là chỗ cô anh thơ thì cổ rất là dịu dàng. Anh rất là thích anh thơ qua cái bài là Khúc Hát Sông Quê. Một cái giọng ca mà nó mênh mang như những cái dòng sông, rồi như những cái cánh đồng lúa bao la vậy đó. Nó rất là nhiều hình ảnh. Và cái dáng người chị cũng là một dáng người tròn đầy và có gì đó rất là phúc hậu. Đó thì cái cách diễn đạt của anh thơ trong lúc mình trình bày thì cũng không quá cầu kỳ gì cả. Nó rất là đơn giản thôi. Anh nghĩ là em cứ thật là mộc mạc thì nó sẽ ra cho chị anh thơ nha. Còn bạn Đăng Nguyên thì anh thấy em rất là bung xõa trong khi ánh sáng vẫn đang rất là tối. Nhảy rồi rất là hồn nhiên, rất là dễ thương. Nhưng mà cả giọng hát cũng như phong thái của mình thì mình tiết chế một chút xíu nữa thì nó sẽ vừa vặn hơn, vừa khẩu vị hơn với là thực khách. Quà tới muốn ăn nữa rồi hả? Chúc các em sẽ có những cái phần trình diễn tiếp theo thành công hơn nha. Xin cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam và cảm ơn tất cả những chia sẻ của quý vị giám khảo đã dành cho 4 thí sinh. Và chúng ta sẽ rút kinh nghiệm để mà có những cái vòng thi sau chinh phục được ban giám khảo nha. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi thứ hai, biến hóa. Chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Minh Hoàng, mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Anh Đan Trường là thần tượng từ lúc nhỏ của Hoàng rồi. Lớp 6 thì Hoàng đã nghe những bài hát đầu tiên của anh Đan Trường, Đi Về Nơi Xa, rồi Bước Chân Lẻ Loi, thì Hoàng đã nghe và thuộc nằm lòng trong người luôn. Theo thời gian thì chất nhạc của anh Đan Trường đã ngấm thực sự vào trong người của mình, có thành sở thích và cũng là niềm đam mê của mình luôn. Ca sĩ đó là niềm mơ ước của Hoàng. Do hoàn cảnh của Hoàng, ba thì mất sớm, mẹ thì bươn chải khó khăn trong cuộc sống và phải lo lắng cho Hoàng từ lúc nhỏ, nên khi lớn lên Hoàng vẫn chưa đủ điều kiện để mà mình tiến thân theo con đường nghệ thuật. Và bây giờ thì Hoàng có cơ hội rồi, có cơ hội để mà mình có thể thể hiện chính mình. Và nếu mà có cơ hội thì Hoàng sẽ muốn mình sẽ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Từ khi em không còn về quanh sân là lần con phố nghe hoang vắng vô cùng, ngàn ánh nắng lấp lánh bước theo em đang biến nơi nào. Ngày chia ly không còn gì trong tay, chỉ còn nỗi nhớ với anh suốt đêm dài. Có con sóng ngoài khơi tràn vào thuyền anh cuốn đi rồi những ước mơ sâu cùng. Ngày chia tay anh một đời rêu phong, một lần sau cúi cho anh thấy mặt người. Cuộc sống vẫn tiếp nối vắng xa nhau, anh sống vô chừng. Còn gì đâu khi dòng đời chia hai, chỉ còn nước mắt ôm anh đến muôn đời. Những đêm tối chìm mình còn một mình anh tiếc thương hoài những dấu yêu trong đời. Anh yêu em yêu say đắm không cần toàn tình, nghĩ suy làm chi. Anh yêu em sao chua xót lãng quên tháng nào. Chờ ngày em đến tiếng hát vút cao, chỉ còn tia nắng ấm áp bên đời. Nhìn làng mây trắng lượn lờ vút cao bay lên chốn xa. Hoa một ngày em đến góc phố chim em chương chim môi cười, là đời anh bớt mệt nhoài hát giống trong
Anh yêu em yêu say đắm không cần toàn tình, nghĩ suy làm chi. Anh yêu em sao chua xót lãng quên tháng nào. Chờ ngày em đến tiếng hát vút cao, chỉ còn tia nắng ấm áp bên đời. Cùng làng mây trắng lờ lờ vút cao bay lên chốn xa. Qua một ngày em đến góc phố hát ca, từng đàn chim én chuông chim môi cười. Là đời anh bớt mệt nhoài, hát giống trông khi về sâu. Chờ ngày em đến tiếng hát vút cao, từng đàn chim én chuông chim môi cười. Là đời anh bớt mệt nhoài, vút cao bay lên chốn xa. Một ngày em đến góc phố hát ca, từng đàn chim én chuông chim môi cười. Là đời anh vẫn mệt nhoài, hát giống trong kia vẻ sầu. Thí sinh Nguyễn Minh Hoàng với ca khúc Hết một thời của ca sĩ Đan Trường, kiếp ve sầu, nhạc ngoại lời Việt Nguyễn Ngọc Thiện. Em có cái thái độ này rất là buồn cười. Lúc đầu em ra em hát á, mắt em giống nhìn thẳng, hát giống như đi trốn nợ vậy đó. Hát nhìn lén lén, cái bắt đầu lén lén ông ca ông ca ông ca. Càng hồi em thấy tôi với bà Minh Tiết bên đây giữ tay, giơ tay cái bà động vô. Ê, ông Xuân lên nè, ê ông Xuân là cái đầu, hay như bên kia, tụi nó chịu à, ê. Cái bắt đầu ông Xuân lên kia chưa, ông hát ngồi kia, ông hát cái ngó bên này, cái lâu, ông chớp mắt vậy nè, ông ngó qua bên giám khảo coi người ta còn vui không, hết vui cái ông lo lại, cái vừa búng gì vỗ tay cái kia ơi, mở mắt ra không vỗ nữa. À, hóa ra là cái bạn này tâm lý trồi sụt vậy đó hả? Mà ca có vụ mà hiếp một mí để coi bên kia còn vỗ tay không, cái gì vậy trời. Ca là phải tự tin mình hát hay, hiểu không, đưa ánh mắt mình tới khán giả là tự động giám khảo người ta vui à, thấy không. Ca mà có vụ len lén dòm, thấy không? Thôi làm quá Thành ơi. Nói Thành anh thôi. Chia sẻ cái chuyện này á, em cũng rút kinh nghiệm cho thí sinh là bản thân mình phải tự tin vào giọng hát của mình. Nhưng đúng mà rồi. Rút kinh nghiệm của ban giám khảo nè, bớt làm mặt ngầu để cho thí sinh ta tập trung ta thi. Đâu có đâu, anh lúc nào cũng cười tươi cho tụi em thoải mái hết á. Tại vì anh biết mà anh ngồi anh căng á là tụi em lo, thấy không? Anh em đúng không? Lúc nào anh cũng nhìn anh vui lên, thoải mái lên. Hôm nay em hát bài này rất tốt luôn. Phản phất, cái từ phản phất này của chị Tư đã dùng đoạn đầu á, thì bây giờ anh thấy nó, anh dùng cái từ nó mạnh hơn phản phất một tí. À, nó bắt đầu vất vưởng. À không, cái gì hả? Vất vưởng là thay thảo rồi. Bắt đầu Nó vấn vương hơn tí. Đó, nó bắt đầu xa nó xôi quá vậy. Vấn vương mà nó qua tới vất vưởng luôn vậy hả? Ráng sao mà hát dòng sao cho khán giả và giám khảo cảm thấy mình vồ vập họ luôn đó. Nó chứ đậm nét hơn rất nhiều. Em hát rất tốt những cái cách nhả chữ, nhưng mà anh cần em nét hơn tí, ngậm cái chữ miết nó ra cho nó thẳng chữ ra một tí thì nó sẽ đẹp hơn. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Xin mời giám khảo Minh Tuyết. Trấn Thành gọi là gì? Vấn vương. Tuyết thì Tuyết dùng chữ là phản phất thêm chữ S đó, có nghĩa là nhiều á. Ý là có nghĩa là nhiều cái phản phất chứ không là một cái giống như chị Ly. Có nghĩa là cái sự phản phất hồi nãy có chút xíu thôi, nhưng mà bây giờ là phản phất rất là nhiều của Đan Trường trong cái giọng hát của bạn qua bài hát này. Chỉ có điều là tôi nói với chị Cẩm Ly á, là cái âm á, cái cách nhả chữ với cái âm của bạn á, nó sao Tư, nãy em nói tròn. Với Tư á, em hát cụ thể chị mới nói chị dễ hơn. Chờ ngày em đến tiếng hát vút cao đó, chứ chỉ cao còn tia nắng ấm áp, đúng đó, cao hiểu không. Tức là thay vì bây giờ em đang bẹt như thế này thì bây giờ em cho nó nở cái phần khẩu trên hình. Cao cái khẩu hình của em khi em phát âm ra đó thì nó sẽ giống bên Trường hơn một tí xíu nữa. Còn của em bây giờ nó chị nói đơm na là nó hơi bẹt, trong khi em có cái âm sắc giống anh Trường. Chị nghĩ em tự tin em sẽ hát được, bởi vì khi em tự tin em hát chuẩn cái nốt sáng của anh Đan Trường. Cảm ơn các vị giám khảo đã góp ý cho thí sinh Minh Hoàng của chúng ta. Cảm ơn Minh Hoàng. Dạ, cảm ơn. Thưa quý vị, bài
Kiếp Ve Sầu vừa rồi ra mắt vào năm 1999 có thể xem như là bài hit đầu tiên của anh Bo Đan Trường, ghi dấu ấn của anh Đan Trường với tất cả quý vị khán giả. Và sau đó những năm đầu của những năm 2000 á, thì là những ca khúc nhạc Hoa lời Việt cũng được anh Đan Trường thể hiện rất thành công. Và trong số đó có một bài hát với phần viết lời Việt của nhạc sĩ Lê Quang, Mưa Trên Cuộc Tình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ nghe lại bài hát này với phần trình diễn của thí sinh Đình Lễ. Xin chào các bạn, mình là Võ Đình Lễ. Mình có nghề danh là Nguyên Hy, mình đang là ca sĩ tự do. Trong gia đình thì có Lễ và Võ Đình Hiếu với biệt danh là Hot Boy Bánh Giò, là tham gia nghệ thuật. Lễ tốt nghiệp đạo diễn điện ảnh nhưng mà thực sự mê hát hơn. Thì thực sự mình đi hát cũng khá là lâu rồi. Bạn bè thì rất là nhiều và gặp gỡ thì cũng rất là nhiều. Và đặc biệt là anh Đan Trường, chắc mình có duyên với anh Đan Trường vì lúc trước Nguyên Hy có tham gia một game show khác, cũng là anh Đan Trường. Lúc mà anh Bo mới nổi lên Kiếp Ve Sầu hay là Đi Về Nơi Xa thì anh Bo là một thần tượng rất là lớn đối với Lễ và cũng rất là thường xuyên nghe nhạc của anh Bo. Nhưng mà dạo gần đây thì ít nghe lại. Khi tham gia cái cuộc thi này thì bắt đầu tập trung vào nghe nhiều hơn để cố gắng làm sao mà hát những bài hát của anh Bo thật là giống với anh Bo nhất. Bên hiên nhà nàng lòng thầm mong một ánh mắt thấp thoáng mong chờ người yêu hỡi mãi mãi yêu nàng em dù biết vẫn luôn hững hờ mặc cho anh đêm đêm vẫn mơ cuộc tình đôi ta giọt buồn rơi rơi lặng lẽ trên con đường dài một mình anh lòng xe sắt với gió đông về giờ thôi hết những ước mơ dài mưa còn rớt rớt trên nỗi sầu lạnh đôi vai em ơi biết chăng tim anh lẻ loi kỷ niệm xưa em ơi nhớ chăng bao lời yêu đã nói hôm nào từng cơn mưa đôi ta có nhau phút giây thần tiên một mình anh trên con phố xưa ngồi lặng lẽ ngắm mây dần trôi mặc cho thời gian hờ hững xô nhau mãi đau chuyện tình yêu đôi ta sẽ đôi bao lời yêu đã vỗ cánh rồi thầm cầu mong em yêu hãy quên những kỷ niệm xưa cùng tình ta tan như giấc mơ hình bóng cũ mãi trôi về đâu giờ đã hết bao nhiêu yêu thương cô đơn lối về lỗi về.
anh chàng đẹp trai ở vị trí số 1, Đình Lễ với ca khúc Mưa Trên Cuộc Tình. Xin mời ý kiến từ các vị giám khảo. Mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Trong phần trình diễn này thì có vẻ là tự tin hơn và anh thấy là có vẻ đẹp trai hơn so với lúc nãy hát chung bốn bạn. Hình như là em có một cái không gian riêng, một cái khoảng trời riêng để mà có thể mình giải bày. Anh thấy là trong giọng hát của em thì đúng là phản phất nhưng mà số ít cái nét giống ca sĩ Đăng Trường. Nhưng mà cái cách mà em hát á, thì anh thấy là cũng có học hỏi theo cái cách hát của anh Đăng Trường. Tuy nhiên cách em tạo ra âm thanh á, vì âm thanh là cái sản phẩm cuối cùng đến với tai của khán giả thì anh không nhận thấy là nó giống. Còn về phong thái thì em có một cái ngoại hình rất là thư sinh, rất là bảnh bao, cũng tương đồng với anh Đăng Trường. Ảnh cũng dong dỏng cao và cũng thư sinh, cũng dễ thương. Tuy nhiên thì phong cách cũng lại phản phất nữa. Anh nghĩ là em phải đầu tư hơn cả về mặt tạo ra âm thanh, làm sao thật giống cũng như là cái phong thái của anh Đăng Trường nó rõ nét hơn nữa. Chứ nếu như vậy thì nó vẫn chưa thuyết phục được anh. Không biết là đối với các vị giám khảo còn lại thì như thế nào. Dạ, xin hỏi ý kiến từ giám khảo. Mọi người chỉ qua Trấn Thành. Đúng rồi, anh Trấn Thành cảm thấy như thế nào anh? Em trai yêu dấu. Bây giờ mình nói về chuyên môn một tí. Thì hiện nay em là nam trung tới trầm, nên cái giọng em cái chất thổ nó nhiều quá. Trong khi anh Trường cái giọng ảnh là giọng mỏng mà chính ảnh luyện cho nó thành dày, nên cái âm thanh nó vang sáng. Cơ bản là hai loại âm thanh nó đã khác nhau rồi. Thành thử ra là nếu mà em muốn hóa thân thành anh Đăng Trường á, chính bản thân em phải ém cái giọng em làm sao cho cái âm thanh nó bén hơn nhiều thì nó mới ra được. Cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, khẩu hình em lúc nào cũng bị gò bó ở một cái vòm họng. Em phải mở khẩu hình vang rộng ra thì âm thanh nó mới thoát hết ra ngoài được. Đăng Trường anh hay có những cái ngân cuối chữ, những cái nốt kéo dài của anh á. Anh hay ngân vậy nè. Em thiếu. Cái vòng hai đang cố gắng lên làm tốt hơn như thế nữa nha. Chứ còn em quá dễ thương rồi, thấy không? Đẹp trai, phong cách ra tự tin, các bạn nữ sẽ chết với em nếu em hoàn thiện hơn chút xíu nữa. Chú bé thật không? Cảm ơn ý kiến của các vị giám khảo. Thưa quý vị, khi nhắc đến nhạc sĩ Phó Đức Phương thì chúng ta sẽ nhớ ngay đến những bài hát mang đậm âm hưởng dân ca cũng như là cái hồn quê rất là sâu đậm trong từng tác phẩm của ông. Và ca khúc Về Quê cũng là một trong số những ca khúc mang đậm dấu ấn đó. Và ca khúc này được sáng tác trong một lần ông về thăm đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh, bởi vì đây cũng là quê hương bên ngoại của ông. Từ cái tứ mà Theo Em Anh Thì Về của các Liền Anh Liền Chị mà bài hát Về Quê này đã ra đời, đã được sự thể hiện của rất nhiều ca sĩ. Và trong số đó, một trong những người thể hiện thành công chính là ca sĩ Anh Thơ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với phần trình diễn của thí sinh Minh Huế tái hiện lại hình ảnh của ca sĩ Anh Thơ với ca khúc này. Chào quý vị khán giả, mình là Minh Huế. Mình đến từ quê hương Bắc Giang, một quê hương gắn liền với lại những câu dân ca quan họ. Bố mình cũng là một nghệ sĩ hát văn, nên là ngay từ bé thì mình cũng được nghe rất là nhiều những cái làn điệu. Mình yêu thích dòng nhạc dân gian và hiện tại mình đang theo học tại Trường Học Viện Âm Nhạc Quốc gia Việt Nam. Đến với ca sĩ thần tượng thì mình có chọn cô Anh Thơ để mình hóa thân thành. Cô có một kỹ thuật rất là tốt, giọng hát rất là truyền cảm, và để hóa thân thành cô thì thực sự là gặp rất nhiều khó khăn. Và Huế chọn để chinh phục xem là mình sẽ hát giống được cô bao nhiêu phần trăm. Và hy vọng rằng tiếng hát của Minh Huế sẽ chạm được đến tim của khán giả. Quê ta bánh đa bánh đúng
rừng rừng ta hát dòng quê dài dề. Hay quá em ơi. Và đây chưa là Minh Huế. Chưa biết là có giống hay không giống, nhưng mà giờ nghe đã cái lỗ tai trước đó. Em có đi hát bên ngoài không? Dạ có. Em hát với cái giọng của chị Anh Thơ như vậy không? Dạ ít lắm ạ. À, hát bằng giọng thật của mình thôi đúng không? Vâng ạ. Chiêu đãi một câu được không? Theo em anh thì về, theo em anh thì về, thăm lại miền quê, nơi có một chiến đê, có hàng tre ru khi chiều về. Ủa sao kỳ vậy ta? Hay quá. Sao kỳ vậy Huế? Dạ. Em hát là giọng thật của em. Cái này nó mới là cái giọng em nó mới bật ra ngoài và nó ra. Nó mới giống. Trong khi em hát cái kia, chị đang hỏi em là em có đang bị bề viêm mũi hay viêm mũi không? Không? Dạ có. Nó bị tù vào đây cái giọng âm mũi không? Cho nên là thứ nhất là trước tiên là nó đã không giống cái âm sắc của chị Anh Thơ rồi, em hiểu không? Khi em hát cái thật của em thì cái giọng em nó vang ra hơn, nó bén hơn. Thế lạ vậy? Nhưng mà thế này nè, tại vì á, em để ý nha, chị Thơ, giọng em á, khi em đặt cái nốt, nó là cái nốt có sức nặng. Nhưng giọng chị Thơ là mặc dù hơi bật thì rất mạnh, nhưng mà lúc nào có cái cảm giác nó bay bay. Cái âm thanh á, nó tạo ra không gian rất lớn. Còn cái âm thanh của em là âm thanh, loại âm thanh thẳng ra và nặng thì không phải là loại âm thanh đó, mà khi hát ra là phải hơi bay bay, nó hơi miên man, nó bay nó, bay ở trên trời á, cái độ vang, và quan trọng có độ vang, và quan trọng gì nè thì nó lại, em để cái khẩu hình nha, như là ôi quê ta, chị Anh Thơ cái khẩu hình lúc nào cũng là khẩu hình vòm tròn, cái âm nó đẩy ra càng sáng càng tốt. Theo em anh thì về, theo em anh thì về, thăm lại miền quê, đừng có lại, thăm lại lại, khẩu hình vẫn còn, thăm lại miền quê. Đúng rồi. À, mỗi người hát có một cái đặc biệt riêng. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Xin mời chị Minh Tuyết. Trong lúc Trấn Thành nói thì chị cũng đã góp ý rồi, đó là chị nghĩ là em phải đẩy cái âm nó ra bên ngoài một tí, nó sáng hơn và nó bay hơn thì nó giống chị hơn. Tại vì ngoài cái đó ra thì chị chỉ nói một câu như thế này, khi mà em hát á, thì chị ngồi chị đông đưa như thế này nè. Em đưa chị vào cái không gian, cái khung gian của cái bài, và cái điều quan trọng nhất của một người ca sĩ hay là một người đứng hát một bài hát là quan trọng nữa là em truyền được cái hồn đến cái người nghe, và em đã làm được điều đó và chị cảm nhận được những gì em hát rất là tuyệt vời. Em cảm ơn chị ạ. Anh có một cái góp ý nha, tức là vì bài này cái đoạn đầu á, theo anh ta thì về gì đó đúng không, anh muốn là nó phải có một chút lúng liếng rất nhẹ của cái người thiếu nữ miền Bắc, mà đặc biệt là vùng Quan Họ Bắc Ninh á. Cái nét mặt của em bình thường mà lúc không cười á, thì nó rất là u buồn, theo người ta đi về này kia thì nó có một chút tình tứ nhẹ. Ánh mắt của chị Anh Thơ á, diễn tả rất là hay, chỉ cần em tươi và lúng liếng nhẹ một chút, lúc đó thì em sẽ thành công hơn trong bài này. Cảm ơn phần chia sẻ của ban giám khảo. Cảm ơn Minh Huế. Chúc em sẽ có nhiều thêm những kinh nghiệm để mà có thể chinh phục lần sau nha. Cảm ơn em. Và kính thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ được gặp lại anh chàng 20 tuổi thợ làm tóc với cái đam mê âm nhạc của mình. Và anh chàng với cái chất giọng thiên bẩm mà lúc nãy giám khảo Trấn Thành có nói là trời cho một cái tài sản để xem anh ta sẽ sở hữu và sử dụng nó như thế nào. Chúng ta hãy cùng đến với một nhạc phẩm được mang tên Sapa, nơi gặp gỡ đất trời. Chào tất cả mọi người ạ, mình tên là Nguyễn Đăng Nguyên. Mình sinh năm 1998, mình đến từ Hà Nội ạ. Sau khi mẹ mình bị bệnh thì mình đã dừng việc học lại và mình có ở nhà một thời gian để chăm sóc cho mẹ. Khi mẹ khỏe đi rồi thì định hướng cho mình một công việc cho tương lai để cho nó hợp với cả sức khỏe của mình nữa. Thế mình đã tìm đến làm nghề tóc. Mình rất là thích cô Anh Thơ. Mình thần tượng cô ở cái kỹ thuật cũng như chất giọng của cô. Ngay khi từ đầu mình cất giọng hát thì mọi người cũng có một chút ngạc nhiên. Đôi khi mình tự ti về cái giọng hát là nam hát nữ thì mình sẽ cảm thấy nó hơi dị một tí, nhưng ngược lại gia đình mình rất là ủng hộ, gia đình rất là thích, mọi người nghe thấy rất là lạ, mọi người
thường xuyên yêu cầu. Mình có thể đủ tự tin là mình sẽ trình diễn hết sức, trình diễn bằng tất cả những gì mình có. Đó là cái vượt qua được bản thân lớn nhất của mình. Phương Việt nè em, hát hai giọng luôn á hả? Dạ. Cái bài này là do chị Anh Thơ hát chung với một nam ca sĩ khác hay là do em muốn làm như thế? Bài này thì bản gốc cũng là do cô Anh Thơ hát với một chú khác, nhưng em phối lại theo cách mới một chút, đổi chia câu đi ạ. À, và em hát hai giọng luôn. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Anh thấy cái phần trình diễn vừa rồi rất là thú vị. Đầu tiên thì có cái cô gái múa những cái ô xòe hoa ha, ra bắt đầu là che chắn cho em mà nghe một cái giọng bay bay ở đầu
thì anh rất thích cái đoạn mà bay bay của đầu ở đầu của em á, lúc mà em giả thanh dành giọng nữ đó, thì nghe nó vang vang giống như là nó nằm trên những cái rẻo cao, hoa ban hoa mơ gì đó. Anh rất thích cái đoạn đó. Thơ không? Anh có thơ không? Thơ không có. Bình thường là anh nói tới đây là anh có thơ rồi đó. Thường là anh sẽ tự đọc, có giám khảo giống Trấn Thành mà chêm vào cái là tự nhiên bị tuột, mình quên dạ, thơ anh mất. Thành hết nha anh Thành rồi. Nha. Ok em xin lỗi anh. Đó thì cái đoạn đầu thì anh rất là thích. Anh thấy là cái phần này, cái điều làm nên cái nét đặc sắc và thú vị đó là em cùng một lúc em làm cả hai vai nam và nữ luôn. Nó tạo nên cái nét thú vị, nhưng tuy nhiên đó cũng là cái điều bất lợi cho em. Bởi vì là anh thấy em bị bối rối ở những cái đoạn chuyển nam, sau đó lại về nữ, rồi sau đó nữ và về nam. Trông rất buồn cười nhá. Là cứ đang phân vân không biết là phải là làm nam hay làm nữ ấy, hiểu không? Như là diễn tả là cứ phải là ơi mình chạy thế nào nhỉ? Ra ở thực tay thế này phải anh thơ này không, à, không mà thơ, đang thơ. Là nam nhỉ? Ừ thôi. Bên này bên thế này. Thế này thôi. Ừ. Ừ trong lại bỏ ta, ta lại múa thế này. Ừ. Trông buồn cười lắm. Anh rất thích là giọng nam của em nha, rất là mạnh mẽ, rất là tình tứ mà rất là vang xa. Từ lúc nam sau đó chuyển về nữ thì bao giờ những cái đoạn đầu anh cũng thấy là nó bị trông trên và nó không thực sự thuyết phục anh rằng là à hai người nam và nữ đang hát đó, thì anh nghĩ em phải tính toán lại. Khi em hát giọng của chị Anh Thơ, cố gắng đừng hát giọng thật để cho nó bớt đi âm sắc của người nam ấy. Vâng. Em hiểu không? Vì vâng. Cái giọng nam của em khi mà em hát những cái nốt thấp thì nó lại ra nam, dạng một bạn nam. Làm sao mà để mà lúc nào cũng làm giọng giả thanh thôi. Hiểu không? Từ nốt thấp đến nốt cao để cho cái âm thanh nó bay bay. Vì anh thấy là em có những cái chuyển rất là hay. Những cái chuyển rất là giống chị Anh Thơ, nhưng mà em mà cứ xuống giọng thật một cái là mất Anh Thơ ngay, là ra Tùng Dương ngay. Đấy. Em đặc biệt thật. Em làm công việc là thợ hớt tóc, vậy chứ em có đi học hát không mà có được một cái giọng hát như thế này? Dạ em chưa được từng đào tạo qua một trường lớp nào, không huấn luyện nào ạ. Cũng không có đến lò nào để học luôn đó hả? Dạ, tất cả là do bản năng của em anh hết. Anh ơi, mình dùng cái trường được không anh? Cái lò là sao anh? Em nói qua lò là nó phải học nướng bánh mì. Em nhớ những lời giám khảo nhận xét nha. Để hy vọng rằng ở vòng sau mình sẽ làm tốt hơn. Như anh Nam nãy đó, chịu khó bố trí lại cái giọng của mình. Bố trí, phân bộ, phân phối cái giọng mình cho nghe nó. Nghe anh Nam nhận xét xong tưởng em giống như trang trí nội thất vậy đó. Chúc mừng em với phần dự thi vừa rồi. Chúc mừng. Các thí sinh của chúng ta đã hoàn thành vòng thi biến hóa với những màu sắc âm nhạc rất là hay, rất là đa dạng. Và bây giờ họ sẽ cùng kết hợp lại với nhau, hai người thành một đôi, hai người thành một đôi để hóa thân, để thể hiện lại những bài hát của thần tượng của mình. Và bây giờ sẽ là vòng thi thứ ba, Hòa Thanh. Trên tống quen nồng nàn, anh nghe tình em, nghe tình em chứa chan. Anh nghe bàn tay trong bàn tay nhẹ nhàng với người đời hé môi cười. Anh nghe niềm vui trên phố đông rộn ràng. Anh nghe tình yêu bên tình yêu hát vang. Anh nghe bờ vai bên bờ vai dịu dàng ngỡ ngàng cùng anh chiều xa. Hát lên tình khúc vàng, bao nhiêu âu lo đời vụt tan. Ngày mai xa nhau rồi, phút giây còn muôn lời. Em ơi bao nhiêu điều chưa nói. Nhớ từng hàng cây, nhớ từng con phố. Bước theo em mừng cuồng hơi tình say. Nhớ về dòng sông, lưng lờ mùa đông. Nụ hôn ta chơi vơi theo con sông. Nhớ tình vào mây, tình vào gió, có xa nhau xin đừng là tan chỗ. Buồn là dòng sông, lưng lờ mùa đông, ôm em trong giấc mơ tình khúc vàng.
tình em bên tình em chứa chan. Anh nghe bàn tay trong bàn tay nhẹ nhàng với người, đời hé môi cười. Anh nghe niềm vui trên phố đông rộn ràng. Anh nghe tình yêu bên tình yêu hát vang. Anh nghe bờ vai bên bờ vai dịu dàng ngỡ ngàng cùng anh chiều xa. Hát lên tình khúc vàng, bao nhiêu âu lo đời vụt tan. Ngày mãi xa nhau rồi, phút giây còn muôn lời. Em ơi bao nhiêu điều chưa nói. Nhớ từng hàng cây, nhớ từng con phố, bước theo em bâng khuâng hơi tình say. Nhớ về dòng sông, ấm lòng mùa đông, nụ hôn ta chơi vơi theo con sông. Gửi tình vào mây, gửi tình vào gió, có xa nhau xin đừng là tan cho. Vốn là dòng sông, lưng lờ mùa đông, ôm em trong giấc mơ tình khúc vàng. Nhớ từng hàng cây, nhớ từng con phố, bước theo em bâng khuâng hơi tình say. Nhớ về dòng sông, ấm lòng mùa đông, nụ hôn ta chơi vơi theo con sông. Dòng sông lưng lờ mùa đông, ôm em trong giấc mơ tình khủng vàng. Chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Tình Khúc Vàng, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An. Vâng, trời ơi, sao giờ anh Nghĩa? Đây là các ca khúc ra đời vào năm 2003. Và các ca khúc này đánh dấu một cái đặc trưng cho cái phong cách âm nhạc mà ca sĩ Đan Trường theo đuổi và thành công cho đến tận ngày hôm nay. Xin hỏi chị Minh Tuyết ạ. Trước hết đó, cho Minh Tuyết phân tích từng giọng một ha. Đình Lệ đó, thì cái nhịp của Đình Lệ rất là chắc, rất là dứt khoát. Và cái giọng Đình Lệ rất là khỏe và mạnh, có cái chất vang như Đan Trường. Nhưng ngược lại bạn lại hát quá dứt khoát. Đan Trường không có hát ngắt từng chữ nhiều như bạn. Ảnh hát có một cái sự mềm mại và dàn trải hơn. Cái âm sắc bạn thì lại không giống anh Đan Trường nhiều bằng bạn Minh Hoàng. Bạn Minh Hoàng thì có cái âm sắc phát ra giống anh Đan Trường nhiều, nhưng cái nhịp của bạn lại không chắc bằng bạn Đình Lễ. Và cái sự tự tin của bạn lại thiếu hơn bạn Đình Lễ rất nhiều. Nếu cho Tuyết nói, Đình Lễ với Minh Hoàng cộng lại sẽ trở thành Đan Trường. Đó là cái sự nhận xét của Minh Tuyết giữa hai bạn. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Minh Tuyết. Với lại cho Tuyết nói này nè, tại vì đối với Tuyết á, anh Đan Trường á, cái mà ấn tượng nhất ở Đan Trường đó là mái tóc chẻ đôi, gọi là tóc bộ luống đó. 50-50 cái kiểu tóc đó nó rất thịnh hành, nhưng mà không phải cái gương mặt nào cũng để vô được. Yên tâm, vô vòng trong ban tổ chức sẽ mua tóc giả. Ví dụ như cái bạn Minh Hoàng này giờ mắc một mí làm sao cho to được nhanh bông không mí trời một dễ mí lắm. Cắt mắt liền tại à, chỗ luôn cắt em liền hỏi chị hả? Chị cho Minh Tuyết chỉ cần đẩy hai cái mí giả vô là mắt em trợn trắng tới sáng mai luôn. không lại nhắm được. Lại được luôn đúng không? Cho tôi nói về hai bạn này đi, tôi mê hai bạn này quá. Dạ mời nghệ sĩ Trấn Thành ạ. Cái ông bên này hát làm như mỗi lần ông hát ông sợ người ta phạt tiền ông hay gì. Sao em lại nhút nhát như vậy? Thay vì bây giờ mình cứ hát thoải mái, mạnh mẽ ra, tự tin lên, người ta thấy người ta thích mình hơn và giọng mình sẽ tốt hơn ha. Em có động tác rất giống Đan Trường, những động tác tay chỉ rồi. Anh Đan Trường hay hát là giống như là anh quyết tâm gì đó tôi cũng không biết, mà cứ lâu lâu là anh vậy nè đó. Nè nha, ông nói xấu nha. Xấu gì đâu thì ông nói xấu thôi. Người ta nha. Đúng thôi. Biết người ta là cái gì của tôi không? Thì ai nói gì đâu. Cố gắng hát to, rõ lên, đừng có nhát nữa. Em hát hay đi, anh tặng Khả Như cho em. Trời ơi. Tặng kiểu đó là không trời bao giờ đó. Hát hay luôn đó. Tặng gì mà như phạt vậy anh Thành. Ok. Tặng Khả cái Như đó là phạt đó. Em ráng hát hay đi, anh cấm Khả Như đến gần em suốt đời. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Xin mời giám khảo Cẩm Ly ạ. Ôi nãy giờ đang bức rứt trong người khó chịu quá. Sao vậy? Mời chị Cẩm Ly. Chị nói đi. Tại vì nó không có đã hả?
nên là nó bứt rứt cứ thiếu thiếu chút chút, nó khó chịu quá. Thì đó nó cộng lại chia với ai là bởi vậy mới nói rồi. Chắc tối nay điện thoại nói chuyện quá. Chị gọi thí sinh hay là chị gọi anh Đan Trường? Gọi Đan Trường. Gọi người tình âm nhạc của chị. Yes. Trời ơi. Giống như tất cả mọi người nãy giờ nhận xét vậy đó. Tức là cứ thiếu một chút cho nên là tự nhiên không có tìm lại cái hình bóng của anh Bo ở đây, nó chưa trọn vẹn cho nên là hơi cứ khó chịu. Tức là chưa được, chưa có đã lắm. Nhưng mà Lễ chúng là thấy... rõ ràng là chúng ta thấy Lễ là cái người mà gọi là sao ta? Tiến bộ hơn. Tiến bộ rõ rệt luôn, nói cái là tiếp thu liền luôn á. Thành ơi, mà hôm nay Lễ lúc hát trên sân khấu là bị vấn đề về cổ họng. Lễ là bên Lễ là phải quay mặt vô sân khấu ho khoảng 3 đến 4 lần để lấy lại cái giọng. À dạ, thực sự thì bài thứ 3 này thì em mới thực sự là em được hát. Còn hai bài trước thì thực sự thì em cái vấn đề cổ của em hạt không à. Phải nói là Lễ rất là tự tin trên sân khấu, nhưng cái cảm giác là Lễ hát cho Lễ nhiều hơn là cho thần tượng của mình. Có nghĩa là giống Lễ nhiều hơn. Em cảm giác Trường thì lúc nào cái miệng cũng nửa nửa cười cười mà nửa nửa lúc nào cái miệng cười. Anh cười mà lúc nào anh cũng cười mà. Quyết tâm lắm, hát là cái gì nè. Mà nói thật, Trường không bao giờ đứng như vậy hết nha. Trường không bao giờ đứng khẳng khái như vậy đâu nha. Trường lúc nào cũng hơi... Anh Thành, anh đang có vấn đề gì với anh đang Trường vậy? Đó, ý là mình nói vậy đó. Mà bạn, các bạn, hai bạn thì lại đứng rất là giống như là Tuyết nghĩ giống như Quang Dũng vậy đó, hay là hiên ngang, hiên ngang quá. Mà Tuyết thì không thấy anh đang, không thấy đang Trường đứng như vậy. Không thấy đang Trường, thấy hơi đang mệt. Đang mệt cái đứng bị quýu á. Nhưng mà em thấy hay mà, em nói đúng thiệt, rồi, em coi em thấy hay. Chị đâu có nói dở, chị không hề nói dở. Vậy thôi khen đi, mấy công hai nhỏ mặt buồn kìa. Dạ khen nè, nói chung là đẹp trai rồi vậy đó. Cảm ơn giám khảo Trinh Thành. Bây giờ mình chờ có kết quả giám khảo dành cho mình như thế nào, có lựa chọn mình hay không. Mời các em vào trong nghỉ ngơi trong giây lát. Thưa quý vị, ca sĩ Anh Thơ là một ca sĩ có giọng hát rất là kỹ thuật, rất điêu luyện, nhưng mà cũng dạt dào cảm xúc tinh tế, sâu lắng, mang đậm âm hưởng dân ca. Và ngay sau đây chúng ta sẽ nghe một trong những ca khúc mà ca sĩ Anh Thơ đã từng trình bày rất thành công, Câu Đợi Câu Chờ, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Thịnh, với phần trình bày của hai thí sinh Đăng Nguyên và Minh Huế. Oh,
dặm. Anh thương trọn đời. Cây hương mỗi mặn đừng nay anh trở về bên dòng sông La, con đò vẫn nguyên dòng sông con đò. Có quê mình mộc mạc mà thương, ngày xưa anh mang đi khắp nẻo đường, câu hò vì dằm cho anh đầy mơ. Vì rằng anh thương trọn đời, anh thương trọn Xin chúc mừng Minh Huế và Đăng Nguyên đã hoàn thành phần thi của mình. Xin mời các vị giám khảo, mời giám khảo Cẩm Ly. Ôi cờ, chị nghe tới cái tên bài hát là chị không chịu nổi. Nghe nó sướng lắm em ơi. Mà chị hơi tiếc, chị nghĩ như vậy. Cái tông này đối với em có thấp không Huế? À, hơi thấp một chút. Thấp là tại vì em phải bắt buộc em phải nhường xuống một tí xíu cho bạn. Cho nên là cái giọng em nó không được bay bổng. Mà chị nghĩ nếu mà hát đúng cái tông thì em hát cái bài này sẽ rất là hay. Ban nhạc cho bạn Huế thử vô cái đoạn điệp khúc cái được không? Nay anh trở về bên dòng sông La, con đò vẫn nguyên dòng sông con đò. Câu quê mình mộng mạc mà thương, ngày xưa anh mang đi khắp nẻo đường, câu hò vì dặm anh thương, anh thương trọn đời. Trời ơi, hai đứa hót hay quá mà hát không chọn tông này mà hót như luôn. Gắn cái kèn ở trong cổ gì khoan là quen. Như như em hát thử coi như. Nay anh trở về bên dòng sông La. Bà mới đúng là gắn cái kèn ở trong cổ bà đó bà. Dạ đây, sự tàn phá của âm nhạc là đây. Trời đất ơi, thấy thương xin gì lỗi đâu. Xin lỗi mọi người. À, thật ra thì chị Thơ đó, chị hát á, giọng chị lực mạnh nhưng chị biết khi nào nhả mềm. Chị có thể tự làm chủ giọng của mình. Giọng lực rất mạnh nhưng chị không hát bắn thẳng ra. Chị có những cái nhấn. Thì Nguyên này làm mấy cái điểm đó ra rất nhiều. Lúc mà em hát cái tông cao lại cái chữ mang đó và chữ trọn của em luyến nó tròn. Đúng cái rồi. Chữ trọn để em xuống cái chữ đời nó rất là đẹp Nguyên. Và cái chữ mà câu hò quê mình mộc mạc mà thương, ngày xưa anh mang đi khắp nẻo đường, câu hò ví dặm anh thương. Những cái câu mà em nhấn của chị Thơ là em làm rất là giống. Em làm những cái luyến lấy ra nhưng công lực mình chưa đủ để mình làm chủ cái giọng hát mình khi mình ém qua nữ. Khi mà em hát, chị cảm giác là em hát với tất cả niềm đam mê. Em không cần biết ai ngồi trước mặt em, ai chấm điểm cho em, giám khảo hay là khán giả nói gì về em không cần biết. Em chỉ biết là em hát và em hát hết mình mà thôi. Còn riêng về Minh Huế, nếu mà nói chị ngồi đây chị nghe Minh Huế hát một bài, phải công nhận giọng Huế nó nhẹ nhàng, nó ngọt ngào, nó tình cảm. Tuyết nghĩ là nếu mà Huế vô được vòng trong á
Tuyết cần cái sự cuồn cuộn, cái sự trào dâng của Huế hơn nữa. Tuyết thấy trong Huế có cái sự ngọt ngào, có cái sự đầm thắm, có cái tình cảm, nhưng nó rất là nhẹ nhàng. Nó không có cái sự cuồn cuộn của chị Anh Thơ. Mà ở bạn Đan Nguyên có cái điều đó. Nếu mà Huế có thêm cái đó vô nữa, thì khi mà mình giàu dạt, mình cuồn cuộn hơn, mình nhấn nhá nhiều hơn, thì với cộng với cái sự học hành của Huế, cái kinh nghiệm trên sân khấu của Huế, Tuyết nghĩ là Huế không có khó khăn gì để hát giống y chang chị Anh Thơ. Chúc mừng tiết mục hai bạn vừa rồi, quá tuyệt vời. Cảm ơn chị ạ. Dạ, chúc mừng hai em rất nhiều với một tiết mục thành công. Chúc mừng hai bạn. Và chúng ta hãy cùng gặp lại các thí sinh của đêm nay: Đình Lễ, Đăng Nguyên, Minh Huế và Minh Hoàng. Hôm nay đúng là một cái cuộc thi mà ngang tài ngang sức giữa bốn thí sinh. Tôi biết rằng các vị giám khảo cũng sẽ rất là khó khăn để đưa ra sự lựa chọn của mình. Không biết giám khảo nào sẽ đại diện công bố kết quả đây ạ. Mời chị Minh Tuyết nhé. Bốn giám khảo cũng rất là đắn đo bởi vì các bạn làm rất là tốt. Thì bây giờ cho phép Tuyết chọn một trong bốn người sẽ được vào vòng trong. Mà người này Minh Tuyết nghĩ rằng là nếu bạn tiếp thu được những lời của ban giám khảo nói với bạn, và bạn Tuyết biết rằng chắc chắn bạn sẽ làm được, bởi vì bạn có đầy đủ khả năng và dư khả năng để làm cái điều đó. Và Minh Tuyết tin tưởng ở bạn rất là nhiều bởi khả năng của bạn. Cho phép Minh Tuyết chọn Minh Huế. Chúc mừng, Minh Huế là sự lựa chọn đầu tiên của ban giám khảo. Có sự lựa chọn thứ hai không ạ? Đầu tiên thì có thứ hai không ạ? Có em ạ. Vậy thì người lựa chọn tiếp theo, xin mời chị Cẩm Ly. Hôm nay thật sự bốn bạn đưa chúng tôi những cái cảm xúc rất là đặc biệt. Có những nhiều điều thú vị trong cái phần thi của bốn bạn lắm. Và sau khi mà chọn lựa hội họp với nhau thì thí sinh thứ hai sẽ được lựa chọn vào vòng trong. Đó là một bạn với những tiết mục mà những cái phần trình diễn rất rất là ấn tượng. Chúng tôi sẽ hy vọng rằng sẽ thấy được một cái sự hoàn chỉnh hơn ở bạn trong những cái vòng thi sau. Xin được chúc mừng Đăng Nguyên. Wow. Xin được chúc mừng Đăng Nguyên. Đây là sự lựa chọn thứ hai từ ban giám khảo. Cuối cùng chưa? Cuối cùng chưa ạ? Trấn Thành. Bây giờ thế này, thưa quý vị, chúng tôi thiết nghĩ là không chọn ai cả thì sẽ rất tiếc. Điều đó có nghĩa là chọn hết cả hai, đúng không ạ? Đúng không ạ? Một trong hai. Trời ơi. Tôi nói thiệt là tôi thương cái bạn mà ra về lắm. Ba người bạn mình vào trong mà mình ra về thì cũng tiếc thiệt. Hai ông đang trường, mỗi người một ưu điểm. Kẹt xe của nãy đi làm. Và mỗi người một khuyết điểm. Chúng tôi thiết nghĩ anh ơi, hả? Mình bớt bùng binh lại, mình gom lại gọn lại nè. Là kẹt xe quá ha, xe kẹt quá. Như em có cái kèn cổ đâu em phát em huy mệt giúp anh. Em mệt mỏi lắm, có khi là em xuống em đánh giám khảo em đi về luôn. Xuống đi. Thưa quý vị, em đang rất là lo lắng cho thí sinh của em. Thì tôi định nói là nói cái bà MC bà chặt đó. Cuộc đời cơ hội chỉ đến một lần, đôi khi mất nó uổng. Vì vậy chúng tôi thiết nghĩ trong hai chàng trai, tôi sẽ được lựa chọn. Trời ơi là trời. Một người đàn ông. Dạ rồi, ở đây còn hai người đàn ông thưa anh Trấn Thành. Mặc vest. Ở đây ai cũng mặc vest. Đeo nơ. Ai cũng đeo nơ. Mặc quần. Ai? Trời. Ủa? Ơi. Thí sinh nào đi thi mà không mặc quần thủy coi. Anh nói tôi nghe coi. Mặc quần màu trắng. Mẹ có Thái Như bạn thấy. Được chưa? Như vậy là Minh Hoàng, sự lựa chọn cuối cùng của ban giám khảo. Như vậy là đêm nay ba thí sinh Minh Hoàng, Minh Huế và Đăng Nguyên đã được giám khảo lựa chọn bước tiếp vào vòng trong của chương trình Ca Sĩ Thần Tượng. Cảm ơn tất cả các em đã mang đến một đêm âm nhạc thật là tuyệt vời, cũng như cảm ơn sự góp ý chia sẻ của các thành viên trong ban giám khảo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.